Lão Tiêu, có mấy lời tôi không muốn nói ra nhưng mà bây giờ tôi lại muốn nói cho ông biết. Trần Quốc Đào thở dài, ngữ khí phức tạp nói. Tuy rằng cha của Bùi Đông Lai là Bùi Vũ Phu từng chạm tay vào hắc đạo nhưng mà không phải vì lợi ích bản thân. Ngược lại, Bùi Vũ Phu đã đem toàn bộ những thế lực ngầm của nước ngoài đuổi sạch ra khỏi Trung Quốc, khiến cho những thế lực này không dám bước vào Trung Quốc trong gần 20 năm qua. Khi Bùi Vũ Phu còn sống thì đám người kia chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng, ngay cả rắm cũng không dám phóng ra một cái. Hiện giờ, Bùi Vũ Phu vì nước chết trận, có một số người vì lợi ích của bản thân liền nhảy ra diệt sạch đời sau của Bùi gia, điều này không khỏi khiến cho lòng người băng giá. Cuối cùng, Lão Tiêu, tôi đề nghị tốt nhất là ông hãy đem chuyện này nói cho Lão Thủ trưởng. Ngày đó, Lão Thủ trưởng vì Bùi Đông Lai mà đến khách sạn Yên Kinh. Điều này chứng minh lão nhân gia rất xem trọng Bùi Đông Lai. Nếu như ngài ấy biết, có người muốn hãm hại Bùi Đông Lai thì nói vậy ngài sẽ không thờ ơ. Lão Trần, tôi hy vọng ông hiểu được, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có những chuyện không thể can thiệp vào. Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy, nhíu mày gần từng chữ. Nếu như Bùi Đông Lai thật sự làm ra loại chuyện gây nguy hại đến xã hội thì không ai có thể bảo vệ được hắn, đồng thời nếu như hắn trong sạch thì pháp luật sẽ trả hắn một cái công đạo. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Trần Quốc Đào trả lời một câu, theo sau, phát hiện Tiêu Nguyên Thanh cúp điện thoại. Lão Tiêu, cả đời Trần Quốc Đào này luôn ăn ngay đứng thẳng, chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, lúc này đây cũng vậy. Tuy rằng tôi không có nói toàn bộ cho ông biết nhưng mà tôi cũng không thẹn với lương tâm của mình. Trần Quốc Đào híp mắt, thì thào lẩm bẩm. Bởi vì tôi cảm thấy được, là đời sau của một anh hùng dân tộc, là một binh chung chi vương. Làm một người có thể bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân bị một vài tên tiểu nhân bước vào tuyệt lộ thì đó chính là tổn thất của quân đội cũng chính là tổn thất của quốc gia chúng ta. Hai tử, thời cơ chính mùi rồi, vung kiếm đi. Nói xong, Trần Quốc Đào liền bấm số điện thoại quân khu, như đinh đóng cột nói cho Bùi Đông Lai. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mà cả hội sở Đường Hối lại bị san bằng thành bình địa? Vì cái gì mà sáng nay rất nhiều cảnh sát lại tập trung ở trước hội sở Đường Hối? Giấy vĩnh viễn không gói được lửa, từ lúc sáng sớm những tin tức này đã trở thành câu chuyện nghị luận của tất cả mọi người trong thành phố Giang Lăng. Đối mặt với cục diện như thế, phía chính phủ cũng không có giải thích. Điều này trực tiếp đã làm cho những tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, đến cuối cùng quả thực có thể dùng dư luận xôn xao để hình dung. Hắc bang ở Giang Lăng sống mái với nhau. Làm nổ cả một tòa nhà 6 tầng. Lúc 11 giờ sáng, một tin tức như vậy liền xuất hiện trên Internet, trong tin tức đó còn có hai ảnh chụp, một ảnh là hình ảnh tao nhã, tràn ngập cách thức châu Âu của hội sở trước khi xảy ra vụ nổ, hình còn lại chính là hình ảnh cả hội sở bị san bằng thành bình địa, lôi kéo rất nhiều cảnh sát cũng như những nhà báo. Thêm vào đó là bây giờ chính phủ đang bắt đầu tiến hành hành động tảo hắc, bài vừa được đưa lên liền trở thành tin tức tiêu điểm cho cả ngày hôm nay. Cùng lúc bài báo này được lên mạng thì một hàng nhiều xe ô tô cảnh sát liền tạo thành một hàng dài chạy như bay, cuối cùng dừng lại trước cục cảnh sát. Khi xe dừng lại, Dương Viễn là người đầu tiên xuống xe, mang theo Vương Xuân Hổ và đám người Diệp Tranh Vanh đi xuống để chào đón ba người đàn ông trung niên. Những người này đều đến từ Kinh Thành. Nói chung, một khi những đại lão ở Kinh Thành đến đây thì đến chào đó đều là quan viên địa phương. Lúc này... Người chịu trách nhiệm phụ trách vụ án Giang Lăng này chính là Tần Phong, sau khi xuống xe thì Tần Phong cùng với những người trong tổ chuyên án liền đi theo Dương Viễn, đi đến phòng họp trên tầng cao nhất. Mấy phút sau, mọi người đến phòng họp, Tần Phong liền ngồi vào ở vị trí chủ trì, những người khác dựa vào thân phận mà ngồi theo vị trí của mình. Dương Thư Ký, trước khi đến đây thì cấp trên đã triển khai hội nghị, những lời vô nghĩa thì tôi cũng không muốn nói nhiều. Cấp trên để cho tổ chuyên án chúng tôi đến đây mục đích là muốn hiệp trợ các vị, trong thời gian ngắn nhất phá được vụ án này, để cho người dân chúng ta một công đạo. Im lặng trong phòng hội nghị, giọng nói của Tần Phong vang lên, ngữ khí nghiêm túc, tốc độ không nhanh không chậm. Chúng tôi nhất định phối hợp tốt với tổ chuyên án. Dương Viễn liền nói ra thái độ. Tần Phong lại nói. Dương Thư Ký, ông hãy thành lập một tổ chuyên án, trong đó ông đảm nhận phó tổ trưởng, mặt khác. Dựa vào nội dung cuộc họp của cấp trên thì toàn bộ những người có liên quan đến vụ án đều bị thẩm vấn, nhưng mà người của các ông không nên tham gia vào việc này. Tôi sẽ chấp hành tốt. Dương Viễn lại tỏ ra thái độ. Tiếp theo,
Xin mời mọi người có mặt ở đây hãy lấy điện thoại di động của mình ra. Mắt thấy Dương Viễn không có ý kiến gì thì Tần Phong không nói lời vô ích trực tiếp kêu gọi mọi người lấy điện thoại ra. Dương thư ký, vì muốn hội nghị được triển khai một cách thuận lợi, đôi bên hợp tác một cách thuận lợi thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu những thành viên trong tổ chuyên án, còn ông sẽ giới thiệu những thành viên trong tổ chuyên án của địa phương. Mắt thấy mọi người đã lần lượt giao lại điện thoại di động thì Tần Phong lại mở miệng lần nữa. Dương Viễn liền trả lời. Được. Thấy Dương Viễn đồng ý thì Tần Phong liền giới thiệu hơn 10 thành viên trong tổ chuyên án đến từ Kinh Thành, sau đó Dương Viễn lại giới thiệu những thành viên trong tổ chuyên án của địa phương. Dương thư ký, tiếp theo là những báo cáo mà các đồng chí đã thu được trong vụ án này, chú ý là chỉ nói không quá 30 phút. Đợi hai bên làm quen xong thì Tần Phong liền nhìn đồng hồ, đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Tần Phong nói như thế thì Dương Viễn liền ngó sang Vương Xuân Hổ. Vương Xuân Hổ thấy vậy thì liền đứng dậy cúi chào, nói. Các vị lãnh đạo, sau đây tôi sẽ báo cáo lại những tin tức mà chúng tôi đã thu thập được của vụ án. Nói xong, Vương Xuân Hổ liền cầm lấy một tờ báo cáo rồi đọc to lên, cả quá trình diễn ra trong vòng 27 phút. Các vị lãnh đạo, đây là những nội dung có liên quan đến vụ án lần này. Sau khi báo cáo xong thì Vương Xuân Hổ ngồi xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc. Mắt thấy Vương Xuân Hổ đã ngồi xuống thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Phong. Hai tay của Tần Phong đặt trên bàn hội nghị, nói. Chư vị, mọi người hãy nói cái nhìn của mình đi. Dựa vào báo cáo của đồng chí Vương Xuân Hổ thì trước mắt vụ án này đã trở thành đề tài bàn tán trên Internet cũng như là của người dân Giang Lăng. Cá nhân tôi cho rằng việc quan trọng trước mắt không phải là phá án mà cần phải tổ chức một cuộc họp báo rồi thông báo những tin tức có liên quan cho người dân biết. Tần Phong vừa nói xong thì một vị đại lão đến từ cục AQJ trầm giọng nói. Tôi đồng ý quan điểm của chiếu cục trưởng. Tần Phong là người thứ nhất tán thành, sau đó lại hỏi. Mọi người thấy thế nào? Đồng ý. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị liền mở miệng nhất trí. Dựa vào chỉ thị của Diệp XX thì đây chính là một vụ án quan trọng, dựa vào nguyên tắc công chính, công khai. Công bằng nên tôi cho rằng bản thông báo này cần phải được viết một cách ăn ngay nói thật, tránh để dân chúng nghi kỵ. Mắt thấy mọi người không có dị nghị, Tần Phong làm ra chỉ thị, đối với cục trưởng cục ga nói. Vương cục trưởng, hiện giờ thì ông hãy làm một bản thông báo rồi giao lại cho Ủy ban Nam Tô, để Ủy ban Nam Tô tuyên bố cho người dân biết. Vâng, Tần bộ trưởng. Vương cục trưởng liền đứng dậy lĩnh mệnh, sau đó liền đi tới bên laptop rồi bắt đầu gõ máy. Chư vị còn có ý kiến gì nữa không? Tần Phong lại hỏi. Tần Bộ trưởng, tôi xin nói cách nhìn của mình. Dương Viễn chủ động mở miệng. Nghe Dương Viễn nói như thế thì mọi người đều nhìn về phía Dương Viễn, không biết Dương Viễn sẽ nói cái gì đây? Dương thư ký, trước khi tổ chuyên án đến đây thì đồng chí là người chịu trách nhiệm vụ án này nên ông cứ nói cách nhìn của mình cho các đồng chí nghe. Tần Phong gật đầu, ý bảo Dương Viễn nói tiếp. Điểm đặc biệt của vụ án này chính là tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn của hung thủ vô cùng hung tàn, hơn nữa hung thủ cũng rất giàu hoạt, đã tiêu hủy những chứng cứ còn sót lại ở hiện trường, khiến cho chúng ta phải chạy loạn lên. Mắt thấy mọi người nhìn về phía mình thì Dương Viễn cũng không nóng không lạnh, bắt đầu nói. Bất quá, chúng tôi đã thông qua những camera giám sát xung quanh hội sở, đã phát hiện được tối hôm qua có hai người ngồi trong xe xuất hiện quanh hội sở đường hối. Hơn nữa dựa vào tin tức mà chúng tôi thu được thì tối hôm qua hội sở đường hối cũng ngừng kinh doanh, như vậy, rất có thể vụ án đêm qua chính là do hai người này gây nên. Thân phận của hai người này thì lúc nãy Vương Cục trưởng đã nói, tôi sẽ không nói lại nữa. Dương Viễn gằn từng chữ. Dựa vào phát hiện mới mà chúng tôi mới điều tra được thì trong những thi thể đã chết ở hiện trường thì có một người tên là Từ Mãng, là người nắm quyền hắc đạo của Nam Tô. Mà tập đoàn Giang Cảnh trong tay người này lại là một công ty con của tập đoàn Đông Hải. Nghe được những lời nói này của Dương Viễn thì những thành viên trong tổ chuyên án đến từ Kinh Thành đều trao đổi ánh mắt, còn khóe miệng của Diệp Tranh Vanh lại lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát giác được. Dựa vào tin tức ở Đông Hải truyền về, thì tập đoàn Đông Hải từng có liên quan đến tập đoàn Hắc Kim ở khu vực, bất quá không lâu thì tập đoàn này đã đem những của cải đã nhúm chàm chuyển hết ra bên ngoài. Điều này đã chứng minh sự thật là tập đoàn Đông Hải đã nhúng chàm, đồng dạng, căn cứ vào tin tức khác thì chủ tịch của tập đoàn Đông Hải là Bùi Đông Lai, và CEO của tập đoàn là Quý Hồng từng là người có bối cảnh hắc đạo.
Đây cũng chính là nói, tập đoàn Giang Cảnh chính là tài sản của tập đoàn Đông Hải cũng là của Bùi Đông Lai, mà Từ Mãng rất có thể là bị Bùi Đông Lai khống chế. Dường như sẽ biết Dương Viễn sẽ nói như thế cho nên mọi người trong phòng hội nghị cũng không ai lên tiếng cắt ngang, mà để cho Dương Viễn nói tiếp. Ngoài ra, dựa vào tin tức mà chúng tôi điều tra được thì một trong số những người chết trong vụ án tối qua là Nạp Lan Ngũ Khải, là thành viên trung tâm của Nạp Lan gia ở Đông Bắc, mà Bùi Đông Lai lại từng có xung đột với gia tộc Nạp Lan kia. Bùi Đông Lai từng là vị hôn phu của Nạp Lan Minh Châu, nhưng mà song phương đã xảy ra một số vấn đề nên hôn ước này đã được giải trừ. Ngày đó, Bùi Đông Lai cùng cha của cậu ta là Bùi Vũ Phu từng đến Nạp Lan gia đánh cho gia chủ của Nạp Lan gia là Nạp Lan Trường Sinh trọng thương. Thù oán của hai bên đã kết bắt đầu từ đó, về sau tranh đấu lại càng trở nên nhiều hơn. Dựa vào những tin tức điều tra được, trải qua những phân tích của những thành viên trong tổ chuyên án thì chúng tôi suy đoán rằng, vụ án lần này rất có thể là do Bùi Đông Lai ở phía sau mà chỉ đạo, thậm chí cũng có thể là do một tay hắn gây nên. Hắn từng là đại diện của đại đội đặc chủng Đằng Long tham gia đại bỉ võ của cả nước, hơn nữa còn giành được chức quán quân trong xạ kích, đoàn thể cùng cách đâu, hắn toàn có năng lực để thực hiện vụ án này. Giống như lúc này, bởi vì đã sớm nghĩ đến tình huống sẽ phát triển đến mức này cho nên nghe được những lời kinh hãi thế tục của Dương Viễn thì các thành viên của tổ chuyên án đến từ kinh thành cũng không nói chen vào. Cho nên tôi đề nghị, kế tiếp chúng ta cần phải từ miệng của chủ tịch tập đoàn Đông Hải là Bùi Đông Lai, và CEO của tập đoàn Đông Hải là Quý Hồng lấy tin tức để có thể phá được vụ án này. Dương Viễn thấy được không có ai lên tiếng thì hắn biết rõ Diệp Tranh Vanh đã nói với những người này cho nên hắn cũng không nói lời vô ích mà liền nói thẳng vào. Lúc trước, chúng tôi đã cùng với quân khu Giang Lăng đạt được nhất trí, phía quân khu sẽ toàn diện phối hợp với chúng tôi, nhân viên của chúng tôi đã qua quân khu để triệu tập Bùi Đông Lai và Quý Hồng, nói vậy cũng sắp đến rồi. Báo cáo. Dương Viễn vừa nói xong thì bên ngoài phòng hội nghị truyền đến một giọng nói lớn. Vào đi. Tần Phong trầm thấp mở miệng. Két. Cửa phòng được mở ra, một gã đặc công đi vào, ngẩng đầu ưỡn ngực hội báo, nói. Báo cáo các vị lãnh đạo, Bùi Đông Lai và Quý Hồng đã được dẫn đến phòng thẩm vấn. Tần Bộ trưởng, tôi đề nghị lập tức thẩm vấn hai người Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Dương Viễn liền đề nghị. Tôi đồng ý đề nghị của Dương Thư Ký. Tôi cũng đồng ý đề nghị của Dương Thư Ký. Lời đề nghị của Dương Viễn vừa mới ra thì toàn bộ các vị đại lão đến từ các bộ liền lên tiếng phụ họa. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, mày cho rằng hủy diệt toàn bộ chứng cớ thì tao sẽ không có biện pháp bắt mày sao? Mắt thấy các vị đại lão chăm miệng một lời thì Diệp Tranh Vanh cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là vui mừng nhướng mày, trong lòng cười lạnh. Một khi mày đã rơi vào trong tay cảnh sát thì tao biểu mày chết vào canh ba thì Diêm Vương tuyệt đối không dám giữ mày đến canh năm. Bộp. Ngay tại lúc trong lòng Diệp Tranh Vanh cảm thấy hưng phấn thì một tiếng bước chân trầm ổn vang vọng cả phòng hội nghị. Bá. Mọi người nghe được tiếng bước chân thì liền quay đầu lại nhìn về phía trước cửa. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được một nam nhân, từ người của hắn phát ra một hơi thở lạnh như băng. Long Vương, Diệp Cô Thành. Long Vương, Diệp Cô Thành. Thấy được người xuất hiện là Diệp Cô Thành thì Tần Phong, chứ cục trưởng cùng Diệp Tranh Vanh là ba người biết được thân phận của Diệp Cô Thành liền sững sờ ngay tại chỗ. Mà những người khác thì không biết Diệp Cô Thành là thần thánh ở phương nào, thấy Diệp Cô Thành xuất hiện thì tất cả đều lộ ra bộ dạng nghi hoặc. Chư vị, dựa theo mệnh lệnh của cấp trên thì công tác bắt giam và phá án của vụ án lần này sẽ do tôi và thuộc hạ của tôi xử lý. Không đợi đám người Tần Phong lấy lại tinh thần. Diệp Cô Thành một thân y phục tác chiến bước vào phòng họp, không có tỏ rõ thân phận mà đưa ra một tờ văn kiện, mặt không chút thay đổi, nói. Đây là văn kiện do chính cấp trên tự mình ký vào. Đồng chí thiếu tướng, mời ngồi. Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì Tần Phong liền đứng dậy mời Diệp Cô Thành ngồi xuống, hắn không có kêu tên của Diệp Cô Thành mà chỉ dùng hai chữ thiếu tướng, hắn hiểu được tính chất đặc thù của tổ chức Long Nha là tính bảo mật. Nghe được Tần Phong nói như thế thì Diệp Cô Thành cùng hai gã thành viên Long Nha bước đến bên cạnh Tần Phong, đưa tờ văn kiện cho Tần Phong xem rồi sau đó giữ im lặng, ngồi xuống. Sau khi Diệp Cô Thành ngồi xuống thì hai gã thành viên Long Nha giống như là hai cây súng đứng thẳng tắp ở phía sau Diệp Cô Thành, hai mắt nhìn về phía trước, vẫn không nhúc nhích. Ân, thấy một màn như thế thì đám người Dương Viễn không biết thân phận thật sự của Diệp Cô Thành thì lại càng tò mò hơn. Cùng lúc đó,
Sau khi nhìn vào tờ văn kiện mà Diệp Cô Thành đưa cho mình thì Tần Phong gõ nhẹ xuống bàn rồi nói. Chư vị, dựa theo chỉ thị của cấp trên thì bởi vì thân phận của thiếu tướng có mức đặc thì cho nên chúng ta sẽ không tiện công bố ra. Mặt khác, giống như lời của thiếu tướng thì ngài và thuộc hạ của ngài sẽ tham dự toàn bộ quá trình của vụ án này, bao gồm cả vây bắt và công tác thẩm vấn. Ách! Bên tai nghe được lời nói của Dương Viễn, thì ánh mắt của đám người Dương Viễn tỏ ra tò mò nhìn về phía Diệp Cô Thành. Đồng chí thiếu tướng, vừa rồi các đồng chí ở địa phương đã báo cáo lại. Tiếp theo chúng ta cần phải thông báo một bản báo cáo cho người dân rõ, tiếp theo nữa là sẽ bắt đầu tiến hành thẩm vấn đối tượng hiềm nghi là Chủ tịch Tập đoàn Đông Hải Bùi Đông Lai cùng với CEO của Tập đoàn Đông Hải là Quý Hồng, xin hỏi ngài có muốn xem báo cáo không? Tần Phong mở miệng lần nữa, đối mặt với Diệp Cô Thành thì hắn không dám tỏ thái độ của tổ trưởng. Không cần. Mặt Diệp Cô Thành không chút thay đổi, nói. Dựa theo quyết định của các vị mà tiến hành. Nhưng người của tôi sẽ tiến hành tham gia quá trình thẩm vấn. Được. Tần Phong trả lời một câu thuyết phục, những người khác bởi vì nhìn ra thân phận thần bí của Diệp Cô Thành cho nên cũng không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao bọn họ cũng đều biết rằng, càng là tổ chức thần bí thì mạng lưới tình báo của bọn họ sẽ cường đại hơn. Ở bọn hắn xem ra, tin tức của Diệp Cô Thành nắm giữ so với bọn hắn thì lại càng nhiều hơn. Cùng lúc đó, Diệp Tranh Vanh cũng dần lấy lại tinh thần. Hắn không ngừng thầm hỏi bản thân, tại sao thúc thúc lại đến đây? Chẳng lẽ người sợ Bùi Đông Lai tên khốn kiếp kia sẽ chó cùng rứt dậu mà muốn làm liều sao? Chính vì như thế mà để cho thúc thúc đến đây sao? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Trong phút chốc, trong lòng Diệp Tranh Vanh liền hiện lên đáp án này, hắn hưng phấn đến nỗi nắm chặt hai tay lại với nhau. Mấy phút sau, văn phòng tỉnh ủy Nam Tô liền thông báo, rạng sáng hôm nay, hội sở đường hối đã phát sinh một vụ án, là do hai bên hắc đạo sống mái với nhau, làm cho cả hội sở nổ mạnh, tình huống cụ thể đang ở trong quá trình điều tra. Vốn trước kia tin tức hắc bang giang lăng sống mái với nhau, hội sở đường hối bị nổ tung liền trở thành một đề tài nóng để mọi người bàn tán. Ngay từ khi thông báo của tỉnh ủy Nam Tô được truyền ra thì chuyện này trở nên ầm lên, trên Internet đều là những lời bàn tán, nghị luận phô trương của các anh hùng bàn phím. Sau khi thông báo được đưa ra, dựa vào chỉ thị của Tần Phong thì những người trong tổ chuyên án cùng với hai thành viên của tổ chức Long Nha bắt đầu tiến hành thẩm vấn, trước sau cùng thẩm vấn với Bùi Đông Lai và Quý Hồng, mà Tần Phong, đám người Diệp Cô Thành thì ngồi ở phòng hội nghị, quan sát cuộc thẩm vấn thông qua màn hình. Diện tích của phòng thẩm vấn khoảng 40 mét vuông, chỉ có một cửa sổ rộng không đến 10 cm, bởi vì cửa sổ đã bị che lại nên không thể nhìn được ánh mặt trời bên ngoài, chỉ có tác dụng là thông gió. Bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Bùi Đông Lai và Quý Hồng tham gia vào vụ án lần này nên cảnh sát chỉ triệu tập Bùi Đông Lai và Quý Hồng đến để hiệp trợ điều tra. Vì thế sau khi đem Quý Hồng mang vào phòng thẩm vấn thì cũng không để cho Quý Hồng ngồi trên ghế hùm một loại kiểu ghế thẩm vấn mà là để cho Quý Hồng ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Trong phòng thẩm vấn, Quý Hồng ngồi ở trên ghế gỗ, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thì nàng liền nở ra một nụ cười chết người. Két. Theo một tiếng nặng nề vang lên, cửa phòng được mở ra, đi đầu là thẩm vấn viên của cục ga, tổng cộng có 5 người. Ân, thấy được người cuối cùng là thành viên Long Nha, mặc y phục tác chiến, cả người toát ra hơi thở lạnh như băng theo bản năng Quý Hồng liền cảm thấy nguy hiểm, trong lòng vừa động. Nóng, nóng quá a. Ánh mắt dừng lại trên người tên thành viên Long Nha kia khoảng chừng 1 s, thì ánh mắt Quý Hồng chuyển sang nơi khác, nàng cố ý mở chiếc áo khoác màu đỏ xuống. Lộ ra chiếc áo bó sát trong người, hai cái bánh bao bởi vì bó sát mà giống như là muốn làm nứt nút áo để thoát ra ngoài. Bên tai vang lên giọng nói mê người của Quý Hồng, nhìn vào thân thể mềm mại muốn câu dẫn người khác phạm tội của Quý Hồng thì trừ tên thành viên Long Nha kia ra thì 4 tên thành viên trong tổ thẩm vấn đều có chút thấy không khỏe, thậm chí ngay cả những người ngồi trong phòng hội nghị thấy được cảnh tượng này thì cũng cảm thấy khó chịu. Điều kiện của các vị sao mà kém như thế? Ngay cả điều hòa mà cũng không có một cái, làm nóng người ta chết đi được. Hai tay Quý Hồng làm ra một động tác quạt, một bên nũng nịu nói. Quý Hồng, nói như vậy thì cô đã biết mục đích đến đây của tôi. Không để ý đến sự bực tức của Quý Hồng, người đến từ cục ga liền điều chỉnh lại tâm tình, trầm giọng nói. Trước mắt, cả nước đang tiến hành hành động tảo hắc. Mà tối hôm qua, ở hội sở đường hối lại phát sinh sự kiện sống mái với nhau. Hơn nữa cả hội sở đường hối lại bị nổ tung,
điều này đã làm cho kinh động đến mặt trên cùng với nhân dân trong cả nước. Vì thế Diệp XX đã tự mình đốc thúc. Hani, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Coi như ngay khi tên thành viên của cục ga kia muốn dùng phương thức này để uy hiếp thì Quý Hồng liền chớp to mắt, bộ dạng tỏ ra vô tội hỏi. Tối qua Từ Mãng là chủ tịch công ty Giang Cảnh đã chết, mà dựa vào tin tức chúng tôi nắm giữ thì tập đoàn Giang Cảnh từng là công ty con của tập đoàn Đông Hải, nếu người của công ty Giang Cảnh sẽ thường xuyên liên lạc với cô, đúng không? Tên thẩm vấn viên đứng đầu liền trầm giọng hỏi. Đúng a, tập đoàn Giang Cảnh trước đây đã bị tập đoàn Đông Hải mua lại, sau này bởi vì ban giám đốc của tập đoàn Đông Hải cho rằng tập đoàn Giang Cảnh không thể mang đến hiệu quả và lợi ích vì thế đã đem cổ phần của công ty bán lại cho Từ Mãng tiên sinh. Quý Hồng cười nũng nịu, nói. Anh đẹp trai, điều này có vấn đề gì sao? Cô cũng đã biết, tập đoàn Giang Cảnh có dính dáng đến của cải của Hắc Đạo, mà hơn nữa chủ tịch của tập đoàn Giang Cảnh là Từ Mãng lại là đại ca Hắc Đạo của Giang Lăng, thậm chí là của Nam Tô này. Tên thẩm vấn viên đứng đầu liền cảm thấy tức giận, nhíu mày hỏi. Quý Hồng chớp mắt, cười. Vậy ông cảm thấy tôi lớn lên giống Tây Thi hay là giống Dương Quý Phi? Bốp! Liên tiếp bị Quý Hồng trêu chọc, tên thẩm vấn viên đứng đầu liền nổi giận, chỉ hắn biến sắc, đột nhiên vỗ mạnh vào bàn rồi quát lên. Quý Hồng, tính nghiêm trọng của vụ án này thì cô cũng biết được, tôi hy vọng có thái độ nghiêm túc, thành thành thật thật phối hợp với chúng tôi. Anh đẹp trai! Không phải là tôi không phối hợp mà tôi cảm thấy vấn đề của ông rất cổ quái, tôi không phải là Tôn Ngộ Không nên không có được hỏa nhãn kim tinh, làm sao tôi biết được Từ Mãng tiên sinh là đại ca Hắc Đạo đây? Chẳng lẽ trên mặt của hắn có khác mấy chứ ta là đại ca xã hội đen sao? Quý Hồng mỉm cười hỏi lại. Cô, tên thẩm vấn viên đứng đầu tức giận đến run cả người. Tôi hỏi cô, rạng sáng hôm qua vào lúc 2 giờ thì cô đã ở đâu, và đã làm gì? Một tên thẩm vấn viên đến từ cục AQJ liền mở miệng hỏi, hắn xuất thân từ đặc công cho nên liền đi thẳng vào vấn đề. Điều này, để tỉ tỉ nhớ lại. Quý Hồng làm ra một bộ dạng nghiêm túc, sau đó nói. Tối hôm qua, tôi cũng với lão bản của tôi lên tầng 2 của quân khu Giang Lăng, về sau cũng không đi đâu cả. Cô xác định sao? Tỉ tỉ xác định cùng khẳng định, nếu không tin thì các vị có thể đến hỏi lão bản của tôi. Quý Hồng nói xong thì làm ra bộ dạng thẹn thùng, ánh mắt chớp chớp. Tối hôm qua, vốn người ta muốn cầu dẫn lão bản nhưng kết quả lại thất bại, điều này đã làm hại người ta phải đau khổ suốt cả đêm, thật là suốt cả đêm nha. T. Bên tai vang lên lời nói chết người của Quý Hồng, nhìn bộ dạng nũng nịu của Quý Hồng thì trừ tên thành viên Long Nha kia ra thì bốn gã thành viên trong tổ thẩm vấn liền cảm thấy thiếu chút nữa mà hộc máu, làm gì có người nào như Quý Hồng, không biết xấu hổ như vậy. Vậy trước tối hôm qua thì cô có từng liên hệ với Từ Mãng không? Tên thẩm vấn viên đứng đầu lấy lại bình tĩnh, hỏi. Liên hệ gì, tôi cũng không có nói chuyện làm ăn gì nữa thì vì sao phải liên hệ với hắn? Bộ dạng của hắn đẹp trai hay sao? Hoặc là nói thể lực của hắn bền bỉ hay sao? Vẻ mặt Quý Hồng tỏ ra kinh ngạc hỏi ngược lại, lúc này đây ngay cả tên thành viên Long Nha kia cũng là một đầu hắc tuyến. Cuộc thẩm vấn liền dừng lại. Tên thẩm vấn viên đứng đầu liền dùng ánh mắt nhìn về phía camera, y xin chỉ thị của các vị đại lão trong phòng hội nghị. Hani, chẳng lẽ các vị muốn xin chỉ thị của cấp trên, dụng hình bức cung sao? Thấy được hành động của tên thẩm vấn viên đứng đầu thì Quý Hồng mỉm cười, nói. Tôi khuyên các vị không nên làm như vậy bởi vì tôi đến nơi này là để hiệp trợ điều tra, chứ không phải tôi là tội phạm tình nghi lại càng không phải là tội phạm. Mặt khác, luật sư của tôi đang ngồi ở bên ngoài. Nếu như tỷ tỷ đây thiếu một cọng tóc thì bọn hắn sẽ liền khởi tố các vị đây. Âu, thật sự là tôi không lừa các vị đâu. 2. Hiện giờ tỷ tỷ cũng mệt rồi. Nếu như các vị cảm thấy đã hỏi xong rồi thì như vậy tôi muốn trở về ngủ. Còn nếu như các vị chưa có hỏi xong mà còn muốn tiếp tục thì tôi xin nhắm mắt một lát. Quý Hồng nói xong, duỗi lưng một cái. Hành động cùng lời nói của Quý Hồng hoàn toàn lọt vào trong tai của mọi người trong phòng hội nghị. Loại nữ nhân không biết xấu hổ này, tôi đề nghị sử dụng thủ đoạn đặc thù để tiến hành thẩm vấn, nếu không nàng chưa thấy quan tài sẽ chưa đổ lệ. Trong phòng hội nghị, Dương Viễn bị hành động của Quý Hồng làm cho tức giận không nhẹ, lập tức đề nghị nói. Thủ đoạn đặc thù nào? Diệp cô thành mặt không chút thay đổi hỏi. Ách! Dương Viễn vốn là ngẩn ra, sau đó hắn nghĩ rằng Diệp Tranh Vanh đã khơi thông hết nên híp mắt, gằn từng chữ.
Bức cung. Ai cho ông quyền là như vậy? Ánh mắt Diệp Cô Thành như đao nhìn về phía Dương Viễn, mở miệng lần nữa, giọng nói lạnh như băng khiến cho người ta không rét mà run. Lời nói lạnh như băng của Diệp Cô Thành giống như là một trái bom tấn, làm nổ vang cả phòng hội nghị. Trong đó, bởi vì bị ánh mắt Diệp Cô Thành nhìn vào nên Dương Viễn chỉ cảm giác được trên cổ của mình bị một thanh đao cứa vào, làm cho hắn không dám nhúc nhích. Bá! Cùng lúc đó, vẻ mặt của tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc nhìn vào Diệp Cô Thành. Kinh ngạc sao? Đúng vậy. Ngoại trừ Tần Phong ra thì toàn bộ những người ở đây đều là người bên phe cánh của Diệp Thạch. Cho nên, thân là tổ trưởng của tổ chuyên án thì Tần Phong hiểu rõ, cho dù thẩm vấn có được gì đi chăng nữa thì kết quả cũng giống nhau. Bởi vì biết điểm này, bởi vì muốn làm dịu quan hệ với Diệp gia cho nên trước khi đến Nam Tô này thì Tần Hồng Sơn từng gặp riêng Tần Phong, hơn nữa nói cho Tần Phong nên làm những việc gì. Lúc này, nghe được Diệp Cô Thành nói ra một câu như vậy thì không nói người của Diệp gia mà ngay cả Tần Phong cũng cả kinh không nhẹ. Tần Phong còn như thế huống gì là người của Diệp gia. Trong bọn họ, trừ chiếu cục trưởng ra thì những người khác cũng không biết thân phận của Diệp Cô Thành. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám mở miệng ra nói lại Diệp Cô Thành. Trong đó, kinh ngạc nhất chính là chiếu cục trưởng cùng Diệp Tranh Vanh. Chiếu cục trưởng chẳng những là người của Diệp gia, hơn nữa bởi vì công tác mà cũng đã gặp qua, tiếp xúc với Diệp Cô Thành nên biết được thân phận của Diệp Cô Thành. Đồng thời cũng biết được Diệp Cô Thành chính là một thành viên của Diệp gia. Bởi vì biết tất cả chuyện này, cho nên cách nhìn của hắn và Diệp Tranh Vanh đều giống nhau. Đều cho rằng Diệp Cô Thành đến đây là bởi vì Diệp Thạch, mục đích chính là muốn đề phòng Bùi Đông Lai chó cùng rứt dậu. Mà giờ phút này, nghe được Diệp Cô Thành nói như thế thì chiếu cục trưởng liền phủ định suy đoán này, nếu như Diệp Cô Thành được Diệp Thạch phái tới đây thì hắn sẽ không nói ra câu nói như vậy. Chiếu cục trưởng còn có thể hiểu được điểm này. Diệp Tranh Vanh tự nhiên cũng hiểu được. Khi hắn nghe được giọng nói lạnh như băng, của trách của Diệp Cô Thành đối với Dương Viễn, gián tiếp giúp đỡ Quý Hồng thì hắn hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Đúng vậy. Hắn là có loại cảm giác này. Tuy hắn biết Diệp Cô Thành một lòng vì nước, công bằng chính trực, địa vị ở Diệp gia cũng rất đặc thù, cho dù là Diệp Thạch cũng không có thể sai khiến được Diệp Cô Thành, nhưng mà ở Diệp Tranh Vanh xem ra, thân là nhân vật đầu lĩnh đời thứ tư của Diệp gia. Hắn thiếu chút nữa bị Bùi Đông Lai thủ tiêu a. Dưới một loại tình hình như vậy, hắn cảm thấy được Diệp Cô Thành cho dù tiếp tục công chính vô tư, cũng không nên giúp đỡ Quý Hồng mà cần phải giúp hắn lấy lại công đạo a. Thúc thúc đây là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Tranh Vanh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tỏ ra nghi ngờ. Cùng lúc đó, mắt thấy Diệp Cô Thành nhìn sang nơi khác thì Dương Viễn âm thầm thở ra. Sắc mặt có chút khó coi nhìn sang Diệp Tranh Vanh thì thấy được vẻ kinh ngạc của Diệp Tranh Vanh, sau đó hắn do dự một chút rồi nói. Thật xin lỗi đồng chí thiếu tướng, là do tôi quá nóng lòng. Diệp Cô Thành không rãnh mà để ý đến. Đồng chí thiếu tướng, ông thân là người xuất thân ở bộ đội thần bí, ở phương viện thẩm vấn thì không có kinh nghiệm như những đồng chí khác, nếu không thì người của ông hãy ra mặt thẩm vấn, để những nhân viên khác phối hợp, ông cảm thấy thế nào? Bởi vì không đoán ra được tâm tư của Diệp Cô Thành nên Tần Phong đành phải mở miệng dò xét. Mặt Diệp Cô Thành không chút thay đổi, nói. Đúng như lời của cô ta đến đây chỉ là để hiệp trợ chúng ta phá án, cô ta không phải là người tình nghi, lại càng không là tội phạm. Nếu chúng ta không có chứng cứ chứng minh cô ta có quan hệ với vụ án này thì cho dù cô ta không nói gì thì dựa vào quy định của pháp luật thì sau 24 tiếng nữa, chúng ta nhất định phải thả nàng rời đi. Thông qua đoạn thẩm vấn ngắn vừa rồi, thì nói như vậy các vị đã nhìn ra được, nếu như cô ta không muốn mở miệng nói thì người của tôi cũng vô kế khả thi. Diệp Cô Thành lại bổ sung nói. Còn về phần bức cung thì tôi khuyên các vị nên vứt bỏ ý tưởng ngu xuẩn này. Đây là hành động trái pháp luật, hơn nữa dựa vào thân phận của hai người bọn họ thì nếu các vị dám làm như vậy thì tôi cam đoan ngày mai các vị sẽ vì thế mà bị trả giá. Tập đoàn Đông Hải chính là tập đoàn lớn thứ ba của quốc nội. Hơn nữa Bùi Đông Lai còn kiêm nhiệm chức vụ đội phó của đại đội đặc chủng Đăng Long, các vị dám dùng hình bức cung hắn chính là đang gây hấn với cả quân đội, trách nhiệm này, ai trong số các vị có thể gánh chịu được. Nói xong, ánh mắt của Diệp Cô Thành liền quét quanh, phàm là người nào bị ánh mắt của Diệp Cô Thành nhìn vào thì đều không dám nhìn thẳng vào hắn, điều này cũng gián tiếp cho thấy không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Lấy mạng lưới tình báo của Thúc Thúc,
thì cho dù người đoán không được chuyện tối qua là do Bùi Đông Lai nhưng mà cũng có thể đoán ra được một số manh mối, người không có đạo lý làm như vậy à. Lại nghe được Diệp Cô Thành nói những lời như vậy thì Diệp Tranh Vanh có thể xác định lần này Diệp Cô Thành đến đây không phải là để giúp hắn, bất quá hắn cũng vô cùng nghi hoặc mục đích đến đây lần này của Diệp Cô Thành. Hắn thể tin được, cũng không thể chấp nhận Diệp Cô Thành lấy tay bắt cá A, tiến đến trợ giúp Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng. Không riêng gì Diệp Tranh Vanh tò mò mục đích đến đây của Diệp Cô Thành mà đám người Tần Phong cũng tỏ ra tò mò. Lần này tôi đến đây là làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ chủ yếu không phải là vì phá án, mà làm đảm bảo chắc chắn các vị ở đây sẽ tra hỏi một cách hợp pháp đối với đội phó của đại đội đặc chủng Đằng Long là Bùi Đông Lai. Sau đó, không đợi mọi người suy nghĩ hết thì Diệp Cô Thành liền nói rõ mục đích đến đây. Thì ra là thế. Trong lúc nhất thời, mọi người tỉnh ngộ, hơn phân nửa là bởi vì Trần Quốc Đào muốn bảo vệ Bùi Đông Lai cho nên đem chuyện này báo lại cho cấp trên. Đồng chí thiếu tướng, nếu đúng như vậy thì dựa vào nội dung của hội nghị thì vụ án lần này phải cần phải công chính, công khai, công bằng, tuyệt đối không được dùng hình bức cung. Trầm mặc một chút, thân là tổ trưởng tổ chuyên án thì Tần Phong lại mở miệng, sau đó cầm lấy bộ đàm rồi nói. Tạm thời không cần thẩm vấn Quý Hồng nữa, hãy thẩm vấn Bùi Đông Lai. Trong phòng thẩm vấn, tuy rằng đối với hành vi hung hăng càn quấy của Quý Hồng thì khiến cho đám người kia vô cùng căm tức. Nhưng mà sau khi nghe được mệnh lệnh của Tần Phong thì bọn hắn cũng không nói gì nữa mà liền đứng dậy, đi đến một gian phòng thẩm vấn khác. Trong một phòng thẩm vấn khác, Bùi Đông Lai ngồi ở trên ghế, mắt nhắm lại, hơi thở từ từ mà có quy luật. Thông qua màn hình, thấy được hành động của Bùi Đông Lai thì sắc mặt Diệp Cô Thành liền biến đổi. Một tia kinh ngạc liền xuất hiện trên khuôn mặt của Diệp Cô Thành. Kinh ngạc là bởi vì hắn nhìn ra lúc này đây Bùi Đông Lai đang luyện tập thổ tức. Bùi Đông Lai. Bước vào phòng thẩm vấn thấy Bùi Đông Lai đang nhắm mắt, giống như là đang ngủ thì đám người thẩm vấn liền nhíu mày, sau đó tên thẩm vấn viên đến từ cục ga liền mở miệng. Bùi Đông Lai từ từ mở mắt, sắc mặt tỏ ra bình tĩnh nhìn vào năm người kia, mặc dù là thấy được có thành viên của Long Nha nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng không chút thay đổi. Vào lúc 2 giờ sáng tối qua thì cậu đang ở đâu và làm cái gì? Tên thẩm vấn viên đứng đầu liền mở miệng hỏi. Vấn đề cũng giống như lúc hỏi Quý Hồng. Như vậy chỉ cần Bùi Đông Lai khai khác với Quý Hồng thì hắn có thể bắt được điểm này. Trong phòng hội nghị, Diệp Cô Thành nghe được tên thẩm vấn viên đứng đầu thì liền lắc đầu, hắn tình nguyện tin thế giới này có quỷ cũng không tin tên thẩm vấn viên này có thể hỏi được gì từ miệng của Bùi Đông Lai. Dù sao, người thanh niên kia từng không có sự ủng hộ của Bùi Vũ Phu cũng đã nhấc lên gió tanh mưa máu ở Hắc Đạo Nam Phương, hơn nữa còn không lưu lại nhược điểm gì. Trong lần đại bị võ của cả nước thì hắn dùng phương thức linh vong để tiêu diệt cả tiểu đội dự bị Long Nha. Trong trận quyết đấu với người được xưng là thiên tài võ học của Nhật Bản, thì hắn đã bước vào trạng thái nhập thần cảnh giới mà những võ giả luôn ước mơ, cuối cùng xoay chuyển càn khôn, giết chết đối thủ. Hắn không thể tưởng tượng được một thanh niên chưa đến 20 tuổi có thể làm ra những chuyện này, hắn không tin rằng tố chất tâm lý của người thanh niên này lại mạnh đến mức nào có thể làm ra được những chuyện đó. Nhưng mà hắn tin được, cho dù hắn ra mặt cũng không thể lấy được tin tức hữu dụng từ trong miệng của người thanh niên đó. Giống như suy đoán của Diệp Cô Thành, đám người kia không thể nào thu được một tin tức hữu dụng từ trong miệng của Bùi Đông Lai. Nếu chúng ta không thể từ trong miệng Bùi Đông Lai và Quý Hồng thu được tin tức hữu dụng thì kế tiếp chúng ta chỉ có thể thay đổi sách lược cùng với phương châm rồi. Sau khi năm tên thẩm vấn viên rời khỏi phòng thẩm vấn thì Tần Phong nhíu mày, nói. Mọi người ăn cơm trước đi đã, sau khi cơm nước xong thì chúng ta sẽ nghiên cứu kế tiếp nên làm cái gì. Các vị lãnh đạo hãy nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ kêu người chuẩn bị cơm cho mọi người. Nghe được Tần Phong nói như vậy thì Diệp Tranh Vanh liền xung phong đứng lên nhận việc. Thấy hành động của Diệp Tranh Vanh thì mọi người đều biết Diệp Tranh Vanh muốn mượn cơ hội để gọi điện. Được. Tần Phong gật đầu, đồng ý Diệp Tranh Vanh rời đi. Diệp Tranh Vanh thấy vậy thì lập tức bước ra. Lúc đi đường thì ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Cô Thành, dường như muốn nhắc nhở Diệp Cô Thành đi ra cùng hắn. Bởi vì hắn biết, nếu như không có Diệp Cô Thành nhúng tay vào chuyện này thì cho dù Bùi Đông Lai và Quý Hồng có cố gắng đi thế nào chăng nữa thì hắn cũng có thủ đoạn để cạy miệng Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Thậm chí, cho dù Bùi Đông Lai và Quý Hồng không nói cái gì thì hắn cũng có thể buộc tội hai người. Không có phản ứng. Diệp Cô Thành hoàn toàn không thèm nhìn Diệp Tranh Vanh. Diệp Tranh Vanh biến sắc,
cắn chặt răng, âm thầm quyết định sau khi rời khỏi đây sẽ liên hệ Diệp Thạch, để Diệp Thạch ra mặt, gây áp lực cho Diệp Cô Thành. Nhưng mà, không đợi Diệp Tranh Vanh đi ra phòng hội nghị, một tiếng báo cáo liền vang lên ở bên ngoài. Vào đi, két, Tần Phong vừa dứt lời thì cánh cửa liền mở ra, cánh cửa thiếu chút nữa là đập vào tường. Ân, thấy được một màn như vậy thì Dương Viễn liền nhíu mày, vẻ mặt có chút bất mãn, hắn muốn nhìn xem thử rốt cuộc là ai mà trước mặt lãnh đạo lại làm mất mặt của hắn. Các vị lãnh đạo, không tốt rồi. Đi vào cửa là một tên cảnh sát, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ khẩn trương. Trên mặt đột nhiên xuất hiện những đoạn này đều có liên quan đến Dương thư ký vào Diệp thị trưởng, mọi người hãy nhìn lên màn hình. Bá! Nghe được tên cảnh sát này nói như vậy thì tất cả mọi người liền biến sắc, trong đó Diệp Tranh Vanh trực tiếp cả kinh dừng bước. Những đoạn này đều có quan hệ đến vụ án ở hội sở đường hối, hơn nữa còn có những bài vạch trần Dương thư ký và Diệp thị trưởng. Cái gì? Lúc này, không đợi tên cảnh sát kia nói hết thì Dương Viễn liền cả kinh mà đứng dậy, mà Diệp Tranh Vanh thì đoán được cái gì, sợ tới mức mặt không có chút máu. Trong phòng hội nghị, Dương Viễn cùng Diệp Tranh Vanh đã trở về chỗ ngồi của mình. Mặc dù bọn hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình nhưng mà trong lòng lại hiện ra vài phần khẩn trương, thậm chí hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bọn hắn cùng đám người Diệp Cô Thành liền hướng mắt nhìn về phía màn hình lớn trong phòng hội nghị. Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện một tiêu đề bắt mắt, tin tức chân thật về vụ án sống mái giữa các hắc bang ở Giang Lăng. Trong khi cả nước đang tiến hành hành động tảo hắc thì tại sao ở Giang Lăng lại xảy ra một vụ án nghiêm trọng như thế? Rốt cuộc vụ án này đã cất giấu những tin tức gì? Sau đây, mời mọi người xem. Nhân vật quan trọng của giới hắc đạo Giang Lăng, thậm chí là của cả Nam Tô. Từ sau khi đại ca hắc đạo ở Nam Tô là Dương Sách chết đi thì thân là người bên cạnh đắc lực của Dương Sách là Từ Mãng liền trở thành đại ca hắc đạo mới ở Nam Tô. Thấy một màn như vậy thì Dương Viễn liền nhìn sang Tần Phong, ánh mắt tỏ ra cầu khẩn, bởi vì hắn đã nhìn ra tính nghiêm trọng của vụ việc. Cho nên hắn liền muốn Tần Phong để người dùng tốc độ nhanh nhất để xóa đi những tin tức kia. Được. Tần Phong hơi trầm ngâm, cuối cùng liền gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Dương Viễn. Tạm thời không nói đến mục đích đến Giang Lăng lần này của Tần Phong hắn, nhưng mà hắn biết nếu như không xóa hết những dòng chữ kia thì hậu sẽ trở nên vô cùng khó lường. Ngay khi Tần Phong gật đầu đáp ứng thì tất cả mọi người đều nhìn sang Diệp Tranh Vanh. Các vị lãnh đạo, tôi đi đặt cơm. Thấy được mọi người đang nhìn về phía mình thì Diệp Tranh Vanh cố gắng điều chỉnh tâm tình rồi mở miệng. Nói xong, hắn không đợi Tần Phong gật đầu đáp ứng liền đứng dậy, bước về phía cửa phòng hội nghị. Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người đều rõ ràng, mặc kệ hung thủ là ai, chỉ cần nhìn vào tin tức kia thì cũng biết được đó chính là động thái nhắm vào Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn, đem hai người bọn họ đẩy về phía vách núi, về sau Diệp Tranh Vanh chỉ có thể gọi điện hướng về phía Diệp gia để cầu cứu. Đối với cái này thì Diệp Tranh Vanh cũng hiểu rõ. Giờ phút này, mặc dù hắn vô cùng tức giận đối với thủ đoạn vụ oan giá họa của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn cũng biết, việc trước mắt cần phải mời Diệp Thạch ra mặt tạp áo lực, để những ngành có liên quan dùng tốc độ nhanh nhất để xóa bỏ những bài này, đồng thời liền dùng đổi trắng thay đổi, phủ nhận tính chân thật của vụ việc này. Chấm. Tây Sơn, Yên Kinh, trong biệt thự số 1. Tiêu gia lão thái gia đang ngồi ở trên ghế thái sự. Một bên hưởng thụ đấm bóp của Tiêu Nam, một bên áp mắt khép hờ, vẻ mặt tỏ ra thích ý. Nam nha đầu, như thế nào mà hôm nay cháu lại rảnh rỗi đến tìm gặp lão đầu tử này? Sau một lúc thì Tiêu gia lão thái gia mở mắt, hỏi. Tay của Tiên Nam liền ngừng lại, đi đến trước mặt Tiêu gia lão thái gia rồi dẫm chân, nói. Lão thái gia, không phải Tiêu Nam đến đâu để kiểm tra thân thể cho người sao? Cháu, nha đầu này. Còn nói sằng nói bậy nữa, ngay cả đạo lý của thầy thuốc cũng không hiểu sao. Tiêu gia lão thái gia gõ nhẹ vào đầu của Tiêu Nam một cái. Lão thái gia, cháu biết đạo lý này nhưng mà kiểm tra thân thể không tính từ. Tiêu Nam cười cười, sau đó hữu ý vô ý nói. Lão thái gia, cháu vừa mới nghe một câu chuyện lý thú, người có muốn nghe không? Chuyện gì, nói nghe một chút. Tiêu gia lão thái gia bị Tiêu Nam khơi gọi lòng hiếu kỳ. Lão thái gia, người còn nhớ Bùi Đông Lai không? Người thanh niên đã đoạt 3 chức quán quân của đại bỉ võ trong cả nước, sau đó lại đoạt đi Tần Đông Tuyết ngay tại khách sạn Yên Kinh đó. Tiêu Nam hỏi. Tiêu gia lão thái gia nghe vậy thì nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc, nhíu mày hỏi.
hắn làm sao? Dường như lão thái gia chú ý đến Bùi Đông Lai hơn so với tưởng tượng của cháu A. Tiêu Nam thầm nghĩ một câu ở trong lòng, sau đó giận dữ mà nói. Ngày hôm qua ở Giang Lăng đã xảy ra một vụ án sống mái giữa hắc đạo, một tòa hội sở liền bị nổ tung. Sáng sớm hôm nay, Diệp Thạch đã tổ chức một cuộc hội nghị khẩn cấp, thành lập tổ chuyên án liền đi tới Giang Lăng, mà Bùi Đông Lai cũng bị cảnh sát mang đi. Là hắn làm sao? Tiêu gia lão thái gia liền cả kinh, trong thư phòng của hắn có tất cả những tài liệu liên quan đến cha con Bùi gia, đối với Bùi Đông Lai thì hắn rõ như lòng bàn tay. Tính cho đến trước mắt thì không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh là hắn làm, ngược lại theo cháu được biết thì Trần Quốc Đào Gia Gia đã tự mình ra mặt làm chứng cho hắn, nói rằng tối hôm qua hắn ở quân khu Giang Lăng, vẫn không có rời khỏi nơi đó. Tiêu Nam nói tới đây liền cố ý dừng lại một chút, lại nói. Mặt khác, lúc nãy trên mạng xuất hiện ba cùng với hai bài có liên quan đến tin tức của vụ án. Nói là vụ án lần này có liên quan đến Phó Thư ký tỉnh ủy Nam Tô là Dương Viễn cùng Phó Thị trưởng Thường vụ Diệp Tranh Vanh, tình huống cụ thể thì Tiêu Nam cũng không rõ, nếu lão thái gia có hứng thú thì có thể đi hỏi ông nội. Bá! Tiêu gia lão thái gia liền đứng lên, trên mặt liền xuất hiện vẻ nghiêm túc. Rốt cuộc là vụ án ở Giang Lăng đã xảy ra chuyện gì? Hai phút sau, Tiêu gia lão thái gia được Tiêu Nam đỡ đi đến thư phòng, trực tiếp bấm số của Tiêu Nguyên Thanh, nói thẳng. Theo ta được biết thì Quốc Đào tự mình làm chứng cho Bùi Đông Lai nói rằng từ tối qua đến giờ Bùi Đông Lai vẫn chưa rời quân khu nửa bước nhưng mà Bùi Đông Lai lại bị cảnh sát mang đi, mà vốn vụ án này lại có quan hệ đến hai tên bại hoại, mà càng buồn cười hơn hai tên đó lại là thành viên của tổ chuyên án. Bùi Đông Lai chỉ bị cảnh sát mang đi để hiệp trợ điều tra. Dường như đã nhận ra Tiêu gia lão thái gia tức giận, Tiêu Nguyên Thanh vội vàng cung kính. Con đã để Diệp Cô Thành mang người đến Giang Lăng. Gia nhập vào tổ chuyên án. Vậy những thứ trên mạng kia là gì? Tiêu gia lão thái gia lại hỏi. Những cái đó là do người ta cố ý đưa lên, tính thật giả vẫn còn đang điều tra. Giọng nói Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra phức tạp trả lời một câu. Điều tra sao? Tuy rằng lão tử không hiểu về máy tính nhưng mà lão tử cũng biết lấy năng lực của đặc công thì muốn xác định tính chân thật của cái này cũng rất dễ dàng. Tinh quang trong mắt Tiêu gia lão thái gia lóe lên. Giọng nói có chút căm tức. Rốt cuộc là thật hay giả? Thật. Tiêu Nguyên Thanh hơi do dự, cuối cùng cũng trả lời. Bá. Tiêu gia lão thái gia liền cúp điện thoại, sau đó liền gọi một số điện thoại khác. Lão thủ trưởng, có dặn dò gì? Điện thoại được chuyển, đầu bên kia điện thoại, một vị đại lão thân đã đứng trên đỉnh quyền lực liền có chút kinh ngạc, sau đó tỏ ra thoải mái mà cười hỏi. Dặn dò thì không dám. Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, xin XX hãy an bài cho ta một chiếc máy bay, ta muốn đến quân khu Giang Lăng một chuyến. Tiêu gia lão thái gia trầm giọng nói. Được. Đầu bên kia điện thoại, trong lòng vị đại lão kia vừa động, nháy mắt đoán được cái gì nhưng mà cũng không dám từ chối mà liền đáp ứng. Một tiếng sau, vị lão nhân, người chỉ cần dậm chân một phát là có thể khiến cả nước Cộng Hòa phải lắc lư, lần đầu tiên sau 20 năm rời kinh thành xuôi nam. Khiếp sợ vua dân. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn buông xuống, dòng xe trên những con đường Giang Lăng bỗng nhiên tăng lên, từng chiếc xe giống như là một dãy hàng rào, liếc mắt một cái trông không thấy điểm cuối. Lúc này đây, bởi vì vụ án tại hội sở đường hối còn chưa kết thúc nên những người phụ trách phá án vẫn còn ở lại phòng hội nghị. So với buổi sáng mà nói thì buổi hội nghị lúc này có vẻ ngưng trọng, bởi vì có hai chuyện cần bàn. Thứ nhất là trên mạng đã bắt đầu có những đoạn video và những bài post. Mặc dù đã để cảnh sát mạng cắt hết những đoạn video và những bài post kia nhưng mà tốc độ cắt bỏ không nhanh bằng tốc độ truyền bá, nên rơi vào đường cùng, các cảnh sát mạng của Giang Lăng chỉ có thể nhờ cậy quân đội, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng trong quân đội thì cũng đã dẹp bỏ được những đoạn video và những bài post kia. Tuy rằng những đoạn video và những bài post trên mạng đã bị cắt bỏ nhưng mà những người tham gia trên mạng lại không giảm, ngược lại còn tăng thêm. Nội dung chủ yếu của những cuộc bàn tán trên mạng là rốt cuộc vụ án thanh toán giữa các hắc bang ở Giang Lăng có cất giấu âm mưu nào. Như thế nào mà Phó Thư ký tỉnh ủy Giang Lăng là Dương Viễn, cùng với Phó Thị trưởng Thường vụ là Diệp Tranh Vanh lại bị cuốn vào trong vụ án này. Rốt cuộc hai người bọn họ sắm vai gì trong vụ án này. Vì cái gì mà những đoạn video, những bài post kia lại bị cắt bỏ.
Bởi vì trong cuộc họp thì Diệp Thạch đã nói rằng vụ án ở Giang Lăng này cần phải xử lý nghiêm khắc, tuân thủ nguyên tắc công bằng, công chính, công khai, cộng thêm vào tỉnh ủy Nam Tô cũng đã thông báo nội dung này cho người dân biết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà sau khi những đoạn video, những bài post kia được đăng lên mạng, sau đó bị cắt bỏ thì điều này chẳng khác gì là tự đánh vào mặt, vi phạm nguyên tắc công khai. Ngay cả như thế, bởi vì Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn cầu xin, thêm nữa là những chỉ thị có hiểu của mặt trên, nên trải qua cuộc thảo luận trong buổi hội nghị, trừ Diệp Cô Thành còn chưa phát biểu ý kiến thì những người khác đều nhất trí cấm những anh hùng bàn phím bàn luận đến vấn đề này, hơn nữa những bài chém gió kia cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng mà, không đợi cái này kế hoạch thực hiện, một chuyện thình lình liền xảy ra, đã khiến cho tổ chuyên án bỏ đi cái kế hoạch này. Tiêu gia lão thái gia xuôi nam, đến quân khu Giang Lăng. Người trong quan trường đều có tính nhạy cảm với chính trị. Ở bọn hắn xem ra, hơn 20 năm Tiêu gia lão thái gia chưa từng bao giờ rời khỏi Yên Kinh, đột nhiên lúc này xuôi nam, điều này đã đại biểu cho một tin tức. Lúc trước Tiêu gia lão thái gia cũng đã hiện thân ở khách sạn Yên Kinh, tự mình chủ trì đính hôn cho Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết, hiện giờ trong lúc quan trọng này thì Tiêu gia lão thái gia lại xuôi nam, mục đích không cần nói cũng biết. Chư vị, tính cho đến trước mắt thì hai người Bùi Đông Lai và Quý Hồng lại tỏ vẻ không có bất cứ quan hệ gì với Tử Mãng, nhân vật chính trong vụ án này, đối với vụ án xảy ra thì hai người bọn họ cũng tỏ ra không biết chút gì. Thân là tổ trưởng tổ chuyên án, Tần Phong là người đầu tiên mở miệng, nói. Ngoài ra, bởi vì có đồng chính Trần Quốc Đào ở quân khu 30 làm chứng cho hai người, nói rằng cả đêm đó hai người không rời khỏi quân khu 30, hơn nữa đoàn luật sư của tập đoàn Đông Hải cũng đưa ra yêu cầu, bắt chúng ta phải thả người. Cá nhân tôi cho rằng nên thả hai người này ra trước, nếu cần thì có thể gọi hai người đến để hiệp trợ điều tra thêm, chư vị thấy thế nào? Ân, những thành viên của tổ chuyên án cũng không phải là kẻ ngốc, bọn hắn liền nhận ra được ám hiệu trong lời nói của Tần Phong. Tiêu gia lão thái gia đã phóng tín hiệu, điều này đã làm cho Tần Phong cảm thấy áp lực, đồng thời cũng làm cho Tần Phong chuyển thái độ đối với chuyện này. Hiểu được tất cả chuyện này thì tất cả những thành viên trong tổ chuyên án đều dùng ánh mắt để trao đổi với nhau. Tôi đồng ý đề nghị của Tần Bộ trưởng. Im lặng trong phòng hội nghị, vang lên giọng nói của Diệp Cô Thành, hắn là người thứ nhất tỏ thái độ ủng hộ Tần Phong. Bá! Diệp Tranh Vanh thấy Diệp Cô Thành lại là người thứ nhất tỏ thái độ thì sắc mặt liền biến đổi, hắn mang theo vài phần tức giận nhìn về phía Diệp Cô Thành, cảm giác kia giống như muốn hỏi Diệp Cô Thành, vì sao phải đối xử với cháu như vậy? Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Diệp Cô Thành là người đầu tiên tỏ rõ thái độ, thấy vậy thì những thành viên trong tổ chuyên án liền đồng ý, nhân số rất nhanh đã vượt qua một nửa, cuối cùng chỉ còn lại hai vị đại lão của phe phái Diệp gia không tỏ thái độ. Bọn hắn rất rõ ràng, khi những đoạn video, những bài post kia được lan tràn trên mạng, đột nhiên Tiêu gia lão thái gia lại xuôi nam, điều này đã làm cho cục thế xoay chuyển, thế cục đối với Dương Viễn và Diệp Tranh Vanh đã trở nên bất lợi. Đứng trước tình hình như thế thì bọn hắn chỉ có thể bo bo giữ mình. Nếu mọi người không có ý kiến nào khác thì đợi sau khi hội nghị kết thúc thì chúng ta sẽ thả hai người Bùi Đông Lai và Quý Hồng ra. Mắt thấy mọi người tỏ thái độ, Tần Phong đánh nhịp làm ra quyết định. Tính đến trước mắt thì những nghị luận về vụ án này trên mạng ngày càng xuất hiện nhiều, rất có thể không áp chế được, nếu như chúng ta không tổ chức họp báo để thông báo thì chỉ sợ hậu quả không thể đoán trước được. Vài giây đồng hồ sau, Tần Phong lại nói. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta nên tổ chức một cuộc họp báo rồi thông báo những gì có liên quan đến vụ án này cho người dân biết, còn về phần nội dung của thông báo thì đây chính là điều mà chúng ta cần thảo luận trong cuộc họp này, sau đây, mời chư vị nói ra cách nhìn của mình. Im lặng. Tần Phong vừa nói xong thì cả phòng hội nghị to như thế bỗng trở nên yên tĩnh trở lại. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu cái gọi là thông báo chính là giải thích quan hệ của Dương Viễn, Diệp Tranh Vanh đối với vụ án này. Lúc trước, tất cả mọi người cho rằng sau khi Diệp Tranh Vanh ra mặt cầu cứu thì mặt trên sẽ cho ra chỉ thị, mà hiện giờ bởi vì Tiêu gia lão thái gia đã xuôi nam nên đã hình thành giám sát và uy hiếp, làm cho mặt trên đến bây giờ cũng chưa đưa ra chỉ thị gì. Dưới tình hình như vậy, ai lại dám đề nghị đổi trắng thay đen? Không ai dám phủ nhận tính chân thật của những đoạn video và những bài post trên mạng kia. Mà hai người Dương Viễn và Diệp Tranh Vanh lại có quan hệ không bình thường với Nạp Lan Ngũ Khải, hai người bọn hắn đã bị cuốn vào vụ án này, và lại trong hồ sơ còn phát hiện lúc đó Diệp Tranh Vanh đã đích thân đến hiện trường.
Tôi cho rằng những đoạn video và những bài post trên mạng là do chính hung thủ cố tình đăng lên, cố ý quấy nhiễu tầm mắt chúng ta, đục nước béo cò. Lúc này đây, Diệp Tranh Vanh liền mở miệng nói trước, vẻ mặt của hắn âm trầm đáng sợ, trong ánh mắt hiện lên lửa giận, cảm giác kia giống như là một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tôi đồng ý quan điểm của Diệp thị trưởng. Lúc này đây, Dương Viễn và Diệp Tranh Vanh đang ở cùng một thuyền, thấy Diệp Tranh Vanh mở miệng thì hắn liền ủng hộ. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn tỏ thái độ thì trừ Diệp Cô Thành ra thì toàn bộ những thành viên trong tổ chuyên án liền nhìn về phía hai người, cùng là không có tỏ thái độ. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết lấy tình thế bây giờ thì cần phải làm ra thông báo như vậy, căn bản không thể làm khác. Điều này đã làm ngược lại chỉ thị xử lý nghiêm khắc công bằng và nguyên tắc công bằng, công chính, công khai của Diệp Thạch. Càng quan trọng hơn đó chính là đánh vào mặt của Tiêu gia lão thái gia. Động thủ trên đầu Thái Tuế muốn chết. Két. Sau đó, không đợi mọi người tỏ thái độ thì cửa phòng hội nghị đột nhiên bị mở ra. Bá. Thình lình xảy ra tiếng cửa mở, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng hội nghị. Ngay sau đó, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, vị đại lão được xưng là Diêm Vương gia trong cơ chế, mang theo những thành viên ngành chủ quản đi vào phòng hội nghị. Thấy được vị đại lão kia xuất hiện thì trừ Diệp Cô Thành ra thì toàn bộ mọi người đều tỏ ra khiếp sợ, mà hai người Diệp Tranh Vanh cùng Dương Viễn lại ý thức được cái gì, đồng tử liền mở to ra, trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Dầm. Rất nhanh, cả phòng hội nghị liền trở nên hỗn loạn, trừ Diệp Cô Thành ra thì những người khác đều đứng dậy. Bá. Bởi vì quá mức kinh hoàng cho nên lúc đứng dậy thì Dương Viễn đã làm cho chiếc ghế ngã xuống đất. Có thể thấy khuôn mặt lúc này của Dương Viễn trở nên trắng bệch, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. So với Dương Viễn mà nói thì có lẽ là có ngọn núi lớn của Diệp gia nên trong lòng Diệp Tranh Vanh cũng hơi bình tĩnh, bất qua cả người của hắn cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vị Diêm Vương gia kia, trong lòng không ngừng mà phủ định nói. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng hướng về phía ta mà tới. Không có khả năng. Ngay sau đó, ánh mắt của vị Diêm Vương gia kia giống như đao nhìn về phía hai người Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn, trầm giọng nói. Dựa vào những chứng cứ chúng tôi thu được thì đồng chí Diệp Tranh Vanh và đồng chí Dương Viễn đã có những hành vi vi phạm pháp kỷ, mời hai đồng chí đi theo chúng tôi một chuyến để hiệp trợ điều tra. Phù phù. Bên tai vang lên lời tuyên án của Diêm Vương gia, hai chân Dương Viễn mềm nhũn, trước mắt tối sầm, trực tiếp sợ tới mức sụi lơ ở trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Ta là nhân vật đầu lĩnh đời thứ tư của Diệp gia, là người thừa kế tương lai của Diệp gia, là hy vọng trong tương lai của Diệp gia, làm sao ông nội lại không giữ ta? Mà Diệp Tranh Vanh còn lại là trừng to mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diêm Vương gia, điên cuồng mà lắc đầu, trong lòng không dứt hò hét. Dường như giờ phút này hắn không tin những gì hiện ra trước mắt là sự thật. Mang đi! Vị Diêm Vương gia kia lại mở miệng, lời của hắn giống như một quyền. Đánh vào nội tâm của Diệp Tranh Vanh, trực tiếp làm cho phần hoài nghi của Diệp Tranh Vanh trở thành cát bụi. Tuân theo quy tắc, gậy ông đập lưng ông. Bùi Đông Lai ngồi trên bàn, làm nhà cái. Sau đó, dưới cái nhìn hoảng sợ và bất an của đám người Tần Phong thì hai người Dương Viễn và Diệp Tranh Vanh trước sau bị người áp ra phòng hội nghị. Mọi người cứ tiếp tục buổi hội nghị. Mắt thấy Dương Viễn cùng Diệp Tranh Vanh bị mang đi thì vị mặt của Diêm Vương gia kia không chút thay đổi mà giải thích một câu. Sau đó không đợi mọi người đáp lời liền cùng thuộc hạ của mình rời khỏi. Hô, hô, nhìn bóng lưng vị Diêm Vương gia kia rời đi khỏi phòng hội nghị thì trừ Diệp Cô Thành ra thì những người khác đều thở phào một hơi, trong đó không ít người bởi vì kinh sợ quá độ, trên đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, phía sau lưng quần áo cũng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Reng, reng. Sau đó, không đợi đám người Tần Phong lấy lại tinh thần thì chiếc điện thoại duy nhất trong phòng hội nghị bỗng nhiên đổ chuông. Tiếng chuông giống như là một tiếng nguyên rủa, tràn ngập cả phòng hội nghị. Khiến cho trái tim của mọi người liền lập tức đập lên liên tục. Alo. Sau đó, Tần Phong liền điều chỉnh lại tâm tình rồi bắt máy điện thoại. Tân Bộ trưởng, Diệp XX vừa rồi đã tổ chức một cuộc hội nghị khẩn cấp. Hội nghị đã quyết định một tin tức, mời tổ chuyên án lập tức truyền tay nhau đọc, cũng dựa theo nội dung của tin tức mà xử lý nghiêm khắc. Rất nhanh. Giọng nói của chủ nhiệm văn phòng XXX đã thông qua điện thoại, rơi vào trong tai của Tần Phong. Đã rõ. Trong lòng Tần Phong vừa động, vội vàng trả lời. Đô, đô.
Nghe được Tần Phong trả lời thuyết phục thì đầu bên kia liền cúp máy. Chư vị, vừa rồi Diệp XXX đã tổ chức một cuộc hội nghị quan trọng, đã làm ra một chỉ thị, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc bản chỉ thị này rồi dựa vào chỉ thị này để xử lý nghiêm khắc một số chuyện. Cúp điện thoại xong, Tần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, trầm giọng nói. Lập tức đưa cho mỗi người một bản chỉ thị. Tần Phong vừa nói xong thì một gã trong tổ chuyên án liền mở máy lên rồi download một tập tin, sau đó in ra rồi đưa cho mỗi người một bản. Rất nhanh, mọi người đã xem xong bản báo cáo này, phát hiện trong này chỉ có một nội dung quan trọng đó là, trước 8 giờ sáng ngày mai thì phải tổ chức một cuộc họp báo để nói rõ những tin tức của vụ án này, cấp cho dân chúng một công đạo. Thấy được nội dung này, liên tưởng đến chuyện vừa rồi Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn bị mang đi thì mọi người trong tổ chuyên án liền biết được nên kết án như thế nào. 30 phút sau, hội nghị kết thúc, nhân viên của tổ chuyên án dựa theo chỉ thị mà bắt đầu chuẩn bị cuộc họp vào và chuẩn bị tài liệu. Mà Bùi Đông Lai và Quý Hồng lại được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn. Lão bản thân ái, bụng của tôi đã xẹp lép như con tép rồi. Có phải ngài nên mời tôi đi ăn những món ăn vặt ở Giang Lăng này không? Tuy rằng Quý Hồng không biết tiến triển cụ thể của vụ án nhưng mà mắt thấy bản thân mình và Bùi Đông Lai được thả ra thì có tâm tình liền trở nên thật tốt, hướng về phía Bùi Đông Lai phóng ra một ánh mắt nũng nịu. Bùi Đông Lai nghe vậy thì không nói gì, hắn nhíu mày, dường như đang suy nghĩ về cái gì. Ở trong kế hoạch của hắn thì nếu như sau 24 giờ mà cảnh sát vẫn còn chưa thả hắn và Quý Hồng ra thì hắn sẽ để người của đoàn luật sư Đông Hải kiện lại cảnh sát, đồng thời thông qua mạng Internet mà lên án cảnh sát. Mà hiện giờ, bọn hắn vẫn chưa bị giam đủ 24 giờ, cảnh sát lại thả người ra. Điều này so với dự đoán của hắn thì lại nhanh hơn, cũng càng có lợi hơn. Điều này làm cho hắn cảm nhận được có sự khác lạ trong chuyện này. Trước khi vụ án kết thúc thì hai vị không được rời khỏi Giang Lăng, điện thoại lúc nào cũng phải mở ra để chúng tôi có thể gọi cho hai vị, phối hợp công tác điều tra của chúng tôi. Một gã cảnh sát đi lên đưa điện thoại di động cho Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Đây là điện thoại của hai vị. Nói xong tên cảnh sát kia tỏ ra kỳ quái nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn rất tò mò, Bùi Đông Lai đến đây bằng chiếc Rolls Royce Phantom quân chủ nhưng lại sử dụng chiếc Nokia cổ lỗ sĩ. Không để ý đến tên cảnh sát kia, Bùi Đông Lai cầm lấy di động rồi mang theo Quý Hồng rời đi. Một phút sau, khi chiếc Rolls Royce Phantom chở Bùi Đông Lai ra khỏi cổng của cục cảnh sát thì hắn thấy được Trần Quốc Đào đang đứng ở bên ngoài. Két! Không đợi Bùi Đông Lai lên tiếng thì Quý Hồng liền thông minh mà giẫm phanh lại. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai xuống xe thì cửa xe của Trần Quốc Đào đã ở ra, cảnh vệ của Trần Quốc Đào là Trung Cương từ trong xe đi xuống, bước về phía chiếc Rolls Royce Phantom. Bùi Đông Lai liền xuống xe chào đón. Đông Lai, Tiêu gia lão thái gia đã đến Giang Lăng, cùng Trần thủ trưởng ở quân khu chờ cậu. Trung Cương mỉm cười nói. Ân. Bùi Đông Lai nghe vậy, trong lòng vừa động, tỉnh ngộ. Cùng lúc đó, Đông Bắc, trang viện Nạp Lan gia. Nạp Lan Dịch Đức đã triệu tập toàn bộ thành viên của Nạp Lan gia lại để mở cuộc hội nghị gia tộc. Cùng với lúc trước bất động, chỗ ngồi của Nạp Lan Ngũ Khải bây giờ lại là do Nạp Lan Minh Châu thay thế. Dựa vào tin tức mới thu được thì Bùi Đông Lai và Quý Hồng đã được thả ra, còn hai người Dương Viễn và Diệp Tranh Vanh đã bị người của cục ZJW mang đi. Im lặng trong đại sảnh, Nạp Lan Dịch Đức nói ra lời dạo đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trọng giọng nói hiện lên vẻ lo lắng. Tất cả những thành viên của Nạp Lan gia nghe Nạp Lan Dịch Đức nói như thế thì cũng trầm mặc không mở miệng. Mà Nạp Lan Ngũ Khải nghe được Nạp Lan Dịch Đức nói như thế thì giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị nhất trên đời này, nàng trợn tròn ánh mắt, há to mồm, thần tình khiếp sợ, nói. Ông nội, tin tức này có chính xác không? Diệp thiếu gia làm sao lại bị người của ban kỷ luật thanh tra mang đi được? Tin tức vô cùng chính xác. Sắc mặt Nạp Lan Dịch Đức tỏ ra khó coi. Trước mắt, Tiêu gia lão gia tử xuôi nam, Diệp Tranh Vanh bị mang đi, tình thế đối với chúng ta vô cùng bất lợi, ta gọi mọi người đến đây là để nghĩ biện pháp, làm cho Nạp Lan gia chúng ta thoát khỏi cuộc tranh đấu lần này. Thoát khỏi như thế nào? Đám người Nạp Lan Trường Sinh trầm mặc như trước. Dựa theo hợp tác giữa Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan gia thì Diệp Tranh Vanh cho Nạp Lan gia một cơ hội xuôi nam, Nạp Lan gia phối hợp Diệp Tranh Vanh, lợi dụng quy tắc pháp luật để đùa chết Bùi Đông Lai. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại sống sờ sờ trước mắt,
Nạp Lan Ngũ Khải đã chết còn Diệp Tranh Vanh đã bị mang đi. Ngoài ra, trong đoạn video được đăng trên mạng kia còn thấy được hình ảnh của Nạp Lan Ngũ Khải. Tất cả chuyện này đủ để đem Nạp Lan ra đẩy vào vực sâu vạn trường. Ông nội. Khiếp sợ đi qua, Nạp Lan Minh Châu dần dần lấy lại tinh thần, mở miệng. Cá nhân con cho rằng tuy rằng Diệp Thiếu bị mang đi nhưng mà cũng không có xảy ra chuyện gì. Dù sao thì hắn cũng là nhân vật đầu lĩnh đời thứ tư của Diệp gia, là người mà Diệp Thạch coi trọng nhất trong đám con cháu. Ngoài ra trong vòng 5 năm nữa cha của hắn cũng là một trong những vị đại lão ngồi ở đỉnh quyền lực kim tự tháp kia, điều này đủ để bảo vệ hắn. Quan điểm của Minh Châu thì ta cũng từng đã nghĩ qua, nhưng mà nói đi thì nói lại, nếu như Diệp Thạch đã muốn bảo vệ Diệp Tranh Vanh thì cũng sẽ không để Diệp Tranh Vanh bị mang đi. Nạp Lan Dịch Đức chau mày. Có lẽ là vì quá tin tưởng vào Diệp Tranh Vanh nên Nạp Lan Minh Châu liền nói. Ông nội, có lẽ là do Diệp gia cố tình. Mà một khi Diệp Thiếu được bảo vệ, Nạp Lan gia chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bị tai nạn, dù sao thì chúng ta cũng đang ngồi chung thuyền với Diệp Thiếu, nếu như chúng ta gặp tai họa thì hắn cũng sẽ không sống dễ chịu gì. Cái nhìn của mọi người ra sao? Nạp Lan Dịch Đức nhìn về phía đám người Nạp Lan Trường Sinh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhìn kết cục của Diệp Tranh Vanh, nếu là hắn không có việc gì, chúng ta tự nhiên không có việc gì, nếu là hắn có việc. Nạp Lan gia chúng ta rất có thể là bị đả kích một cách nghiêm trọng. Nạp Lan Trường Sinh lên tiếng. Chấm. Cùng lúc này, trong một tòa biệt thự ở Yên Kinh, Diệp Cấm đang ngồi trên ghế salon, tay cầm một điếu thuốc nhưng mà không hút, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng như đang suy nghĩ về cái gì. Mau nghĩ biện pháp cứu Tranh Vanh không thể cứ như vậy mà ngã được. Người lên tiếng chính là Từ Lệ, là vợ của Diệp Cấm, đồng thời cũng là con dâu cả của Diệp gia. Giờ phút này, bà ta tỏ ra lo lắng, cầm lấy cánh tay của Diệp Cấm mà không ngừng lung lay. Không trả lời, Diệp Cấm liền hút thuốc, hắn muốn làm cho bản thân mình tỉnh táo lại. Tại sao ông không nói lời nào? Mắt thấy Diệp Cấm giống cái người câm chỉ biết ngồi hút thuốc thì Từ Lệ liền lớn tiếng. Bà nghĩ rằng tôi không muốn cứu nó sao? Nghe được lời lớn tiếng của Từ Lệ thì Diệp Cấm liền nổi giận, hắn cầm thiếu thuốc bỏ vào tàn thuốc rồi quay đầu lại hét to. Tôi không nghĩ ra được biện pháp nào cả. Hết thảy đều do nghiệt chủng của Diệp Vãn Tình kia gây nên, Tranh Vanh nhà chúng ta bị nó vụ oan hãm hại mà, vì sao chúng ta lại không thể cứu nó? Vụ oan hãm hại, tôi cũng biết, nhưng mà bà có chứng cớ không? Có không? Diệp Cấm lạnh giọng chất vấn. Chứng cớ? Từ Lệ há to mồm, không phản bác được. Nếu mà có chứng cớ thì làm sao Bùi Đông Lai lại có thể nghênh ngang mà rời đi được? Chúng ta đi tìm lão gia tử đi, chỉ cần lão gia tử chịu ra mặt, Tranh Vanh khẳng định không có chuyện gì. Không được. Lúc này, không đợi Từ Lệ nói hết lời thì Diệp Cấm liền lạnh giọng cắt ngang. Tại sao lại không được? Từ Lệ nóng nảy. Nếu cha muốn cứu Tranh Vanh thì Tranh Vanh đã không bị mang đi rồi. So với Từ Lệ mà nói thì Diệp Cấm bình tĩnh hơn nhiều. Tại sao cha lại không cứu? Chẳng lẽ cha muốn trơ mắt nhìn Tranh Vanh mất đi tiền đồ? Thậm chí là bị giam vào ngục sao? Từ Lệ khàn giọng chu lên. Cha không phải không muốn cứu, mà là không thể cứu. Cơ mặt của Diệp Cấm vặn vẹo, giọng nói khàn khàn. Bởi vì, trong cuộc họp kia cha đã làm ra chỉ thị, nguyên tắc của vụ án kia là xử lý một cách công bằng. Hiện giờ, mọi chứng cứ đều chứng minh Diệp Tranh Vanh có quan hệ với vụ án kia, hơn nữa trong hồ sơ còn phát hiện lúc xảy ra vụ án thì Tranh Vanh cũng có mặt tại hiện trường. Cho nên, nếu như cha vì Tranh Vanh mà ra mặt thì chẳng khác gì là tự vả vào mặt mình, điều này đã làm ngược với chỉ thị mà cha đưa ra, lại càng biết mà còn cố tình vi phạm. Quan trọng hơn là bà nên biết, lão gia hỏa Tiêu gia kia đã xuôi nam là vì muốn giám sát và uy hiếp, không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh Bùi Đông Lai tham gia vào vụ án này mà Bùi Đông Lai lại còn bị bắt đi. Mà Tranh Vanh lại có liên quan đến vụ án, lại thả Tranh Vanh ra. Bà cho rằng lão gia hỏa Tiêu gia kia sẽ để yên việc này sao? Tức giận. Trong lòng Từ Lệ vô cùng tức giận. Lúc trước lão gia hỏa Tiêu gia đã vì tiểu tử Bùi gia mà ở khách sạn Yên Kinh đã chỉnh qua chúng ta một lần, nếu bây giờ để hắn bắt được nhược điểm thì hậu quả sẽ trở nên vô cùng khó lường. Vẻ mặt Diệp Cấm khó coi, gằn từng chữ. Đến lúc đó không riêng gì một mình Tranh Vanh chịu tai ương mà tôi cùng lão gia tử thậm chí là cả nhà của chúng ta cũng đều bị liên lụy. Từ Lệ há to mồm, cố gắng nói cái gì đó nhưng mà không thể phun ra một chữ.
nàng không thể không chấp nhận một sự thật, thí xe dư tướng, Diệp đại thiếu gia bị vứt bỏ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ đèn đuốc trong giang lăng đều được thắp sáng lên, ánh đèn sáng như ngọc, cảnh đêm mê người. Sau khi tổ chuyên án kết thúc hội nghị thì đại bộ phận thành viên tổ chuyên án đều rời khỏi phòng hội nghị, chuẩn bị ăn cơm tối, những người còn lại thì bắt đầu tổ chức tài liệu cũng những việc có liên quan đến buổi họp mặt thông báo vào ngày mai. Tần Bộ trưởng, tôi có việc nên không đi ăn cùng mọi người. Sau khi rời khỏi phòng hội nghị, không đợi mọi người cùng nhau đi ăn cơm thì Diệp Cô Thành lập tức đi đến bên cạnh Tần Phong, mặt không chút thay đổi nói. Có lẽ là biết thân phận của Diệp Cô Thành, cũng là có lẽ biết thái độ lạnh lùng của DVT nên Tần Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không có chút bất mãn, mà là mỉm cười nói. Nếu đồng chí thiếu tướng đã có việc thì cứ đi trước, sau này chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại. Diệp Cô Thành nghe vậy, không nói lời vô ích, chỉ quay người lại ý báo mọi người một chút rồi bước về phía chiếc SUV có biển số xe quân đội kia. Tần Bộ trưởng, rốt cuộc đồng chí thiếu tướng này là người của ngành nào? Như thế nào mà lại thần bí như vậy? Sau khi Diệp Cô Thành rời đi thì một vị đại lão trong tổ chuyên án không nhịn được mà hỏi. Chẳng lẽ là Long Nha trong truyền thuyết sao? Tôi cũng không biết. Tần Phong cười khổ lắc lắc đầu, lựa chọn giả ngu. Nghe nói vậy thì mọi người lại càng tò mò về thân phận của Diệp Cô Thành nhưng mà bọn hắn chỉ có thêm đem phần tò mò kia chôn sâu vào trong lòng. Một phút sau, đám người Tần Phong lần lượt đi đến khách sạn mà dùng cơm. Reng, reng. Mắt thấy đám người Tần Phong rời đi thì Diệp Cô Thành bảo thủ hạ của mình lái xe, nhưng mà đột nhiên di động của hắn lại vang lên. Lấy điện thoại ra, nhìn vào số gọi đến thì đồng tử của Diệp Cô Thành hởi rút lại. Sau đó cầm lấy điện thoại đi đến một cái góc tối không người. Diệp Cô Thành, kết quả này đã khiến mày hài lòng chưa? Điện thoại được chuyển, không đợi Diệp Cô Thành mở miệng thì trong điện thoại đã truyền ra một giọng nói uy nghiêm, trong giọng nói mơ hồ có thể nhận thấy được vài phần tức giận. Bên tai vang lên lời nói bất mãn của Diệp Thạch, mặt Diệp Cô Thành không chút thay đổi, nói. Hài lòng. Đồ khốn. Diệp Thạch nghe vậy thì liền giống như núi lửa phun trào. Tức giận, nói. Diệp Cô Thành, ta hỏi mày, mày có phải là con của ta không? Mày có phải là người của Diệp gia không? Phải. Vậy thì tại sao câu làm như vậy? Diệp Thạch lạnh lùng hỏi. Diệp Cô Thành ngẩng đầu nhìn trời, ngữ khí phức tạp. Vì nước cũng vì gia, nhà. Vì nước, vì gia. Nghe được lời giải thích của Diệp Cô Thành thì Diệp Thạch giận quá hóa cười. Tốt, tốt, tốt. Ta đây sẽ lắng tai nghe, bản thân ta muốn nghe xem, tại sao mày lại nói vì nước cũng như vì gia. Sau khi Bùi Vũ Phu chết, nhưng thế lực bên ngoài liền dục dịch, trước mắt thì đã có một số tổ chức ngầm của các nước bên ngoài thâm nhập vào quốc nội. Nếu như muốn đuổi toàn bộ những thế lực kia ra khỏi Trung Quốc thì chỉ trông vào cảnh sát và quân đội là không đủ, ở khu nào cũng có một số quy tắc riêng, có một số việc người trong hắc đạo lại càng thích hợp làm hơn. Diệp Cô Thành thản nhiên nói. Nhưng mà, mặc dù Bùi Vũ Phu đã chết nhưng mà ông cũng không dám cam đoan hắn có để lại hậu chiêu không. Mặc kệ ông cảm thấy thế nào, tóm lại là tôi sẽ không tin Bùi Vũ Phu sẽ không lưu lại cho con cái gì. Nói xong thì Diệp Cô Thành không khỏi nhớ lại tin nhắn thần bí kia. Không biết là đã chấp nhận lời nói của Diệp Cô Thành hay là không phản bác được nên lúc này Diệp Thạch lựa chọn trầm mặc. Nếu như Bùi Đông Lai gặp chuyện, những thế lực mà Bùi Vũ Phu lưu lại sẽ không ngồi yên mà nhìn. Đến lúc đó một khi đã xảy ra phân tranh thì sẽ tổn hại đến quốc gia. Lùi một bước mà nói, cho dù những thế lực Bùi Vũ Phu lưu lại không ra tay thì riêng bằng tập đoàn Đông Hải mà Bùi Đông Lai nắm trong tay cũng đủ để nhấc lên kinh đảo sóng lớn ở quốc nội. Ngoài ra, lần này tôi đến Giang Lăng là cũng dựa vào chỉ thị của thủ trưởng, giám sát toàn bộ quá trình, bảo đảm sẽ diễn ra một cách công bằng. Tránh để hành động của các ông sẽ chọc giận quân đội. Lấy hành động của Tiêu gia lão thủ trưởng thì nếu như các ông không có chứng cứ mà cứ như vậy chụp mũ Bùi Đông Lai thì tuyệt đối Tiêu gia lão thủ trưởng sẽ đến chỗ các ông mà vỗ bàn chửi má nó. Đây là đại nghĩa, cũng chính là vì nước. Tốt, coi như những chuyện mày nói là thật thì vì gia là cái gì? Mày trơ mắt nhìn tiền đồ tranh vanh mất đi, làm cho Diệp gia bị bôi đen, chẳng lẽ đó cũng là vì gia sao? Diệp Thạch lạnh lùng hỏi. Đúng là vì gia, bởi vì trong mắt tôi Diệp tranh vanh không đủ sức để mang gánh nặng của Diệp gia trên lưng, ngược lại nếu đem toàn bộ Diệp gia giao cho nó thì cũng chính là lúc Diệp gia bắt đầu rơi xuống. Những thứ khác không nói,
chỉ nói mỗi lần giao phong giữa nó và Bùi Đông Lai thì người thất bại là nó, lần này lại càng thua rối tinh rối mù. Diệp Cô Thành khe khẽ thở dài, nói. Không chút khoa trương mà nói thì nếu lúc này Bùi Đông Lai muốn giết chết Diệp Tranh Vanh thì hắn hoàn toàn có thể làm được. Bậy bạ, ta cũng không tin trên thế giới này không có bước nào lọt gió. Đừng nói cho ta biết là trong tay mày không có chứng cứ phạm tội của Bùi Đông Lai. Diệp Thạch không tin những gì mà Diệp Cô Thành nói. Diệp Cô Thành nhíu mày, nói. Chuyện lần này hắn đã lợi dụng Trần Quốc Đào để làm chứng cho hắn, hơn nữa tại hiện trường hắn cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, có thể nói là không kẽ hở, thật sự là tôi không có bất cứ chứng cứ gì của hắn cả. Bùi Đông Lai so với tưởng tượng của các người thì lại càng đáng sợ hơn. Mặc dù giá trị vũ lực của hắn kém xa cha của hắn nhưng mà hắn lại rất nguy hiểm. Bởi vì hắn là một kiêu hùng còn cha của hắn là một anh hùng. Diệp Cô Thành thấy Diệp Thạch không nói lời nào thì lại bổ sung thêm. Lúc này tuy rằng nói Bùi Đông Lai để cho Tranh Vanh một mạng nhưng mà nếu để cho bọn nó tiếp tục tranh đầu thì cuối cùng người chịu thiệt là Tranh Vanh, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến Diệp gia. Diệp Thạch trầm mặc như trước, lý trí nói cho hắn biết những gì Diệp Cô Thành nói là sự thật. Ngay khi Diệp Tranh Vanh nhận được sự ủng hộ của Diệp gia lại không thể chiếm được ưu thế trong cuộc tranh đấu với Bùi Đông Lai, nếu như thế lực hai bên ngang nhau thì Diệp Tranh Vanh lại càng không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai. Cuối cùng, tôi cũng không gạt ông. Năm đó, tuy rằng các ông đã đuổi Vãn Tình ra khỏi Diệp gia nhưng mà trong lòng tôi thì nàng vẫn là một thành viên của Diệp gia, vẫn là em gái của tôi. Khi nói chuyện, Diệp Cô Thành từ từ nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Hai bên đều là cháu của tôi sẽ không đứng về phía bên nào cả. 3. Có lẽ là không thể phản bác lại những lời mà Diệp Cô Thành nói nên Diệp Thạch trầm mặc đốt một điếu thuốc. Tôi biết, bởi vì tôi làm những chuyện này mà các ông sẽ cho rằng Diệp Cô Thành tôi không còn là người của Diệp gia, không lo lắng đến Diệp gia. Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi lãnh huyết vô tình nhưng mà trong cuộc đời này đây là lần thứ hai tôi làm những chuyện như thế này. Diệp Cô Thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh, tự giễu cười cười. Lần đầu tiên là khi Vãn Tình chết trên bàn mổ, tôi xuất lĩnh thành viên Long Nha vây công Bùi Vũ Phu, không có lựa chọn cùng cứng đối cứng với Bùi Vũ Phu. Nếu lúc đó tôi thật sự động thủ thì tôi dám cam đoan Bùi Vũ Phu sẽ máu nhiễm Yên Kinh, đem tất cả người trong Diệp gia gà chó không tha. Đây là lần thứ hai. Nói xong, Diệp Cô Thành không khỏi nghĩ đến bóng dáng Bùi Vũ Phu. Nhớ đến phong cách đối nhân của Bùi Vũ Phu, trầm giọng nói. Lúc này đây, các người không có khả năng thắng Bùi Đông Lai, nếu tiếp tục chỉ càng chọc giận hắn, để hắn làm ra những chuyện cực đoan mà thôi. Nói xong, Diệp Cô Thành thấy Diệp Thạch không đáp lời thì liền trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô, bên tai vang lên tiếng đô, đô, nhớ lại những lời nói của Diệp Cô Thành thì Diệp Thạch lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai ngồi trên chiếc Land Rover Phantom đã đến trước quân khu Giang Lăng. Trong đại sảnh của tòa tướng quân lâu trong quân khi Giang Lăng, Trần Quốc Đào cùng Tiêu gia lão thái gia đang trò chuyện, thấy được Bùi Đông Lai đi vào đại sảnh thì nói. Thằng nhóc, cuối cùng cậu đã trở lại rồi. Thủ trưởng, tốt. Không để ý đến những lời nói đùa của Trần Quốc Đào, hai chân Bùi Đông Lai liền khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, cúi chào Tiêu gia lão thái gia. Đông Lai, ở trước mặt ta, cậu không cần làm bộ dạng này, lại đây ngồi đi. Tiêu gia lão thái gia nhìn bóng dáng thân quen của Bùi Đông Lai, sau đó hiền lành cười cười, ngoắc tay ý bảo Bùi Đông Lai ngồi xuống. Trần Quốc Đào thấy thế thì hướng về phía Tiêu gia lão thái gia, nói. Lão thủ trưởng, tôi có một số việc cần phải xử lý, hai người cứ ở đây nói chuyện, tôi sẽ trở lại sau. Quốc Đào, cậu cứ đi lo công việc của mình đi. Tiêu gia lão thái gia biết Trần Quốc Đào muốn để cho hắn và Bùi Đông Lai nói chuyện riêng nên gật đầu cười. Không riêng gì Tiêu gia lão thái gia nhìn ra điểm này mà Bùi Đông Lai cũng là tâm như gương sáng. Tiêu lão thái gia, cảm ơn ngài. Sau khi Trần Quốc Đào rời đi thì Bùi Đông Lai đứng dậy, cúi đầu 90 độ, vái một cái thật sâu đối với Tiêu gia lão thái gia. Tiêu gia lão thái gia khoát tay, nói thẳng. Đông Lai, nói vậy thì trong lòng cậu cũng hết sức tò mò. Vì sao ta lại liên tiếp giúp cậu có đúng không? Bùi Đông Lai gật đầu, đợi Tiêu gia lão thái gia nói chân tướng sự việc. Nguyên nhân có ba. Đợi Bùi Đông Lai ngồi xuống thì Tiêu gia lão thái gia mới khẽ dựa vào ghế salon, khe khẽ thở dài, nói. Thứ nhất, Tiêu gia cùng Bùi gia có quan hệ sâu xa với nhau.
Năm đó, khi đám người Nhật Bản xâm lược nước ta thì tuy rằng gia gia của cậu không phải là quân nhân nhưng mà vì muốn bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân nên đã ra chiến trường giết giặc, giết rất nhiều người, đồng thời cũng cứu sống nhiều người, trong đó gồm có một lão thủ trưởng đã qua đời, và cũng có cả ta nữa. Ách! Nghe được Tiêu gia lão thái gia nói những lời này thì Bùi Đông Lai liền sững sờ. Có thể nói, ta cùng lão thủ trưởng nợ gia gia của cậu một mạng. Mạng của chúng ta là được gia gia của cậu cứu về, mà nếu như lúc đó, gia gia của cậu không xuất hiện cứu lão thủ trưởng thì có lẽ lịch sử đã bị thay đổi, cũng có lẽ là quốc gia này không có xuất hiện. Gia gia đã thay đổi lịch sử sao? Bên tai vang lên lời nói của Tiêu gia lão thái gia, Bùi Đông Lai trực tiếp sợ ngây người. Ở khi Bùi Đông Lai bị những lời nói này của Tiêu gia lão thái gia làm cho kinh ngạc đến ngây người thì Tiêu gia lão thái gia giống như là nhớ lại cảnh tượng năm đó. Cảnh mà gia gia của Bùi Đông Lai cầm đao, giống như một chiến thần, giết toàn bộ địch nhân. 80 năm trong nháy mắt mà qua nhưng mà giờ phút này Tiêu gia lão thái gia lại cảm thấy chuyện đó mới xảy ra vào ngày hôm qua. Nhớ lại tình cảnh năm đó, vẻ mặt của Tiêu gia lão thái gia có chút kích động, đôi mắt cũng mơ hồ có chút phiếm hồng, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói. Đông Lai, gia gia của cậu thuộc loại người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong lúc chiến tranh thì ông ta đã xung phong giết địch, sau khi giết xong thì không thấy tung tích đâu cả. Sau khi chiến tranh kết thúc thì lão thủ trưởng kia cố gắng tìm ông ấy nhưng mà lại không tìm thấy được, ông ta cứ như thế mà biến mất khỏi thế giới này, lão thủ trưởng và chúng ta đều cho rằng ông ấy đã hy sinh. Thẳng cho đến khi cha của cậu xuất thế thì chúng ta mới mơ hồ cảm thấy được gia gia của cậu còn chưa có chết, chúng ta âm thầm suy đoán cha của cậu chính là hậu nhân của ông ấy. Vì vậy, tất cả chúng ta đều âm thầm điều tra thân phận cha của cậu, kết quả căn bản là không có điều tra được tin tức gia gia của cậu, cũng không có tin tức gì chứng minh cha của cậu là hậu nhân của ông ấy. Nói tới đây, Tiêu gia lão thái gia không nhịn được mà thở dài. Bởi vì không có chứng cứ nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục chú ý cha của cậu, thẳng cho đến khi cậu sắp sinh ra thì chúng ta mới xác nhận được cha của cậu chính là hậu nhân của ân nhân. Tiếc nuối chính là... không chờ chúng ta gặp mặt được cha của cậu thì cha của cậu liền giống như gia gia của cậu năm đó, lại quy ẩn. Nếu nói như thế thì năm đó lúc cha cháu có thể còn sống rời khỏi Yên Kinh đều là do ngài cùng lão thủ trưởng âm thầm giúp đỡ sao? Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, hỏi. Tiêu gia lão thái gia lắc đầu. Không phải, tất cả mọi chuyện đều dựa vào bản thân cha của cậu. Năm đó, công phu của hắn xuất thần nhập hóa, hơn nữa lại có thế lực cường đại. Nếu như muốn diệt trừ cha của cậu thì cần phải trả một cái giá rất lớn. Càng quan trọng hơn là tuy rằng cha của cậu nhúng chàm nhưng mà hắn lại là một anh hùng. Hắn chẳng những đem những thế lực bên ngoài đuổi ra khỏi quốc nội, hơn nữa năm đó còn dùng một chiêu để đánh bại tên võ giả người Nhật Bản, đập tan tính hung hăng càn quấy của đám người Nhật Bản kia. Nói đến cha của cậu thì đây chính là nguyên nhân thứ hai mà ta giúp cậu. Từ ý nào mà nói thì tuy rằng cha của cậu đã nhúng chàm nhưng mà hắn lại giống với gia gia của cậu, đều yên lặng vì quốc gia mà trả giá rất nhiều, hơn nữa cuối cùng lại vì nước mà chết trận. Ánh mắt Tiêu gia lão thái gia hiền lành nhìn vào Bùi Đông Lai, gần từng chữ. Ta tin tưởng, thân là hậu nhân của Bùi gia thì con người của cậu sẽ kế thừa tính cách của cha và gia gia của cậu, cuối cùng cậu sẽ đi lên con đường của bọn hắn, hoàn thành những sứ mệnh mà bọn hắn vẫn chưa làm xong. Bùi Đông Lai trầm mặc không nói. Lúc trước, bởi vì dung hợp với linh hồn Tiêu Phi nên nhiều ít bản thân của Bùi Đông Lai đã bị ảnh hưởng tính cách của Tiêu Phi, nhất là phương diện quân đội, bảo vệ quốc gia. Lúc ấy hắn từng nghĩ rằng, vì bảo vệ quốc gia này, vì muốn bảo vệ người dân cho dù có chết cũng không tiếc. Nhưng mà, khi Bùi Vũ Phu vì nước mà chết trận, sau đó Diệp gia lại tiến hành trả thù thì lòng nhiệt huyết trong người của hắn đã bị một chậu nước lạnh tạt vào, dần dần lạnh như băng. Hắn đột nhiên cảm thấy làm như vậy là không đáng. Nguyên nhân cuối cùng là trên người của cậu có bóng dáng của chắt trai của ta là Tiêu Phi, hoặc là nói, hai đứa các cậu rất giống, thật sự rất giống. Tiêu gia lão thái gia lại mở miệng, lúc mở miệng thì ánh mắt của Tiêu gia lão thái gia tỏ ra phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai. Cậu cùng với nó đều có năng lực thống soái cùng năng lực tác chiến cá nhân xuất sắc, hai đứa đều là người trẻ tuổi, hai đứa đều có tinh thần phấn chấn. Ý chí chiến đấu sục sôi, thậm chí hơi thở trên người của hai đứa lại rất giống nhau đến kinh người. Mặc dù Bùi Đông Lai đã dung hợp với linh hồn Tiêu Phi cho nên trên nhiều khía cạnh sẽ có những điểm tương tự với Tiêu Phi nhưng mà Tiêu gia lão thái gia biết người đứng trước mặt không phải là chắt trai của mình,
vì thế nói xong những lời này thì khuôn mặt của Tiêu gia lão thái gia đã hiện lên vài phần bi thương. Tuy rằng ta biết cậu không phải là nó nhưng mà trong lòng ta lại chờ mong một ngày kia, cậu có thể giống như nó, trở thành niềm hy vọng và kiêu ngạo của nước Cộng Hòa. Tiêu gia lão thái gia thở dài, bổ sung nói. Nghe được Tiêu gia lão thái gia nói như thế thì Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy lồng ngực bị cái gì nện vào, hắn hé miệng muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Hai tử, nhân sinh của mỗi người đều là bất đồng. Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của ta, chỉ là hy vọng mà thôi, nó sẽ không áp đặt trên người của cậu cho nên cậu cũng không cần phải để ở trong lòng. Nói tới đây, Tiêu gia lão thái gia đột nhiên xoay chuyển rồi lại nói. Đó là những nguyên nhân mà ta ra mặt giúp cậu nhưng mà tất cả những chuyện này đều được xây dựng ở trên một cơ sở là cậu không có làm ra những chuyện tình hại nước hại dân. Trái lại, nếu như cậu làm ra những chuyện gây hại đến quốc gia, gây hại đến nhân dân thì không nói cậu là hậu nhân của ân nhân mà cho dù cậu là người của Tiêu gia thì ta cũng là người thứ nhất đứng ra trừng trị cậu. Dù sao, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quy cũ không thể nào vi phạm, tính thiêng liêng của pháp luật không thể xâm phạm. Nói xong những lời này, biểu tình của Tiêu gia lão thái gia trở nên vô cùng nghiêm túc. Nghe được những lời nói này của Tiêu gia lão thái gia thì Bùi Đông Lai minh bạch được vì sao Tiêu gia lão thái gia lại có thể trở thành tượng đài của nước Cộng Hòa. Ách! Hắn há mồm ra, cố gắng nói cái gì đó nhưng mà cuối cùng lại không thể nói ra một chữ. Hắn mơ hồ cảm thấy được giờ phút này trên người của Tiêu gia lão thái gia đã toát ra một khí phách của một người anh hùng, giống như là sư tử tỉnh giấc vậy. Lúc hắn minh bạch được tất cả chuyện này thì hắn bỗng cảm thấy có chút bi ai. Rốt cuộc là mình đã sai rồi sao? Đột nhiên Bùi Đông Lai cảm thấy được lòng mình dao động. Điều này đã làm cho trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác mê man. Đúng rồi, Đông Lai, ta muốn nhờ cậu một việc. Tiêu gia lão thái gia thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, trong lòng vừa động, mở miệng lần nữa. Bùi Đông Lai nghe vậy thì từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu gia lão thái gia, đón nhận lấy ánh mắt mong chờ của Tiêu gia lão thái gia, vẻ mặt trịnh trọng nói. Mời lão thủ trưởng nói, vô luận là việc gì, nếu có thể làm thì cháu sẽ dốc toàn lực mà làm, tuyệt không từ chối. Tốt, Tiêu gia lão thái gia nghe vậy có chút hưng phấn. Mùa hè này thì sẽ tổ chức giải bộ đội đặc chủng đại bỉ võ toàn cầu, ta hy vọng cậu có thể dẫn đội, đại diện cho Trung Quốc tham gia cuộc thi lần này, đoạt lấy vinh dự cho quốc gia. Bá! Bùi Đông Lai đứng dậy, thân hình giống như một cây thương đứng trước người Tiêu gia lão thái gia, vẻ mặt kiên quyết cúi chào trả lời, giọng nói vô cùng mạnh mẽ. Xin lão thủ trưởng yên tâm, Đông Lai hoàn thành tốt việc này. Tốt, 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 khụ, khụ. Tiêu gia lão thái gia liên tục nói ba tiếng tốt, sau đó không biết là vì quá kích động hay thân thể không được tốt mà ho lên. Lão thủ trưởng, thời gian không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi. Bên ngoài đại sảnh, thư ký của Tiêu gia lão thái gia nghe được tiếng ho khan thì vội vàng đi vào đại sảnh, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tiêu gia lão thái gia rồi nói. Được rồi Đông Lai, ta đi nghỉ ngơi đây, cậu cũng nên nghỉ sớm một chút. Dường như Tiêu gia lão thái gia cũng có chút mệt mỏi, đứng lên nói. Sáng mai ta sẽ trở lại Yên Kinh, nếu lúc nào cậu rảnh thì hãy đến Yên Kinh tìm ta nói chuyện phiếm. Xin lão thủ trưởng yên tâm, cháu sẽ đến. Bùi Đông Lai gật đầu. Mặt khác, ngày mai cháu sẽ tiễn ngài đi. Được. Tiêu gia lão thái gia mỉm cười vuốt ve đầu của Bùi Đông Lai, sau đó dưới sự nâng đỡ của thư ký mà đi ra khỏi đại sảnh. Lão thủ trưởng, ngài nói đúng, nhân sinh của mỗi người đều là bất đồng. Nhìn bóng lưng Tiêu gia lão thái gia rời đi, Bùi Đông Lai nắm chặt hai tay, vẻ mặt kiên định. Có lẽ cháu không làm được như Tiêu Phi. Thậm chí cháu không thể giống như cha hay gia gia của cháu nhưng mà cháu sẽ dùng cách của mình để chứng minh tình yêu của cháu đối với quốc gia này. Giờ phút này, Bùi Đông Lai đã không còn mê man nữa. Lúc sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa lộ ra khỏi đường chân trời, ánh dạng đông nhuộm đỏ cả bầu trời. Lúc này, không khí trong Nạp Lan Sơn Trang lại trở nên trầm lặng, cả trang viện to lớn như vậy mà chỉ có vài bóng người. Hai ngày nay, ở trên đường mọi người nói rằng Ngũ gia đã chết ở Giang Lăng, mặt trên rất có thể là động thủ với Nạp Lan gia, không biết là thật hay giả đây. Giả a, có Vương gia ở đây thì Nạp Lan gia sẽ không sao hết. Đúng vậy, Nạp Lan gia từ thời Thanh Triều đã cắm rễ ở Đông Bắc,
mặc dù bây giờ không còn huy hoàng giống như năm đó nhưng mà cũng là gia tộc số 1, số 2 ở Đông Bắc, há muốn động là có thể động sao? Cách cổng Nạp Lan Sơn Trang khoảng 2 km, bốn gã bảo tiêu một bên hút thuốc, một bên trò chuyện. Bên ngoài 100 mét, 8 gã đặc công được trang bị đầy đủ, tay cầm súng tự động, tiềm phục trong bụi cây, trong đó tên đặc công đứng đầu cầm lấy kính viễn vọng quân dụng, chú ý nhất cứ nhất động của bốn tên bảo tiêu Nạp Lan ra. Vài giây sau, tên đặc công kia thu lại ánh mắt, làm ra một động tác thủ thế ra hiệu. Thấy vậy thì bốn gã lập tức liền lấy bắt đầu di động, rất nhanh dựa sự che giấu của rừng cây mà đi đến phía sau lưng của bốn tên bảo tiêu kia, bắt đầu đánh lén. Không được nhúc nhích. Một phút sau, tám gã đặc công đột nhiên xuất hiện xung quanh bốn tên bảo tiêu kia, họng súng nhắm vào bốn tên bảo tiêu, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ách! Xảy ra một màn bất thình lình khiến cho bốn tên bảo tiêu không kịp lên tiếng, theo bản năng liền đưa tay rút súng ra. Nhưng mà... khi bọn hắn thấy được nòng súng đen nhanh kia thì tay liền dừng lại ở trên không. Hai tay giơ ra sau, ngồi xổm xuống, nhanh lên. Tên đặc công đứng đầu quát lớn. Lại nghe được như thế thì bốn tên bảo tiêu liếc nhau một cái, cuối cùng cũng thành thành thật thật mà giơ tay ra sau rồi từ từ ngồi xuống. Vù! Bốn tên bảo tiêu vừa ngồi xuống thì bốn gã đặc công vội vàng bước lên, đánh về phía bốn tên bảo tiêu kia rồi rút hết vũ khí trong người bọn hắn ra. Báo cáo chỉ huy, chúng ta đã khống chế được bảo tiêu bên ngoài, có thể thực hiện vây bắt, xong. Mắt thấy bốn tên đặc công đã khống chế được bốn tên bảo tiêu, thì tên đặc công đứng đầu liền thông qua bộ đàm mà báo lại tình hình cho chỉ huy trưởng. O-E-O-E. 30 giây sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Từng chiếc xe cảnh sát liền chạy nhanh về trang viện của Nạp Lan gia, ngoài ra, võ cảnh ở bốn phía đều đứng canh gác của trang viện Nạp Lan gia. Có thể nói là thiên la địa võng. Vương gia, không tốt rồi, có rất nhiều cảnh sát đến đây. Trong biệt thự số 1 của Nạp Lan Sơn Trang, bảo tiêu mới của Nạp Lan Dịch Đức liền chạy vào thư phòng của Nạp Lan Dịch Đức báo lại. Cảnh sát sao? Nạp Lan Dịch Đức nghe vậy thì liền cả kinh, sau đó ý thức được cái gì, cả người giống như quả bóng xì hơi, vô lực mà nhìn lên trần nhà, thì thào tự nói. Nạp Lan gia xong rồi. Két. Nạp Lan Dịch Đức vừa nói xong thì cửa thư phòng đã bị đẩy ra, Nạp Lan Trường Sinh mặc trường bào đi vào. Giờ phút này, vẻ mặt của Nạp Lan Trường Sinh tỏ ra vô cùng lo lắng. Sau đó, thấy bộ dạng sủi lơ của Nạp Lan Dịch Đức thì Nạp Lan Trường Sinh liền hiểu được cái gì, bước chân liền dừng lại, trừng to mắt nhìn về phía Nạp Lan Dịch Đức. Dưới cái nhìn chăm chú của Nạp Lan Trường Sinh thì đột nhiên Nạp Lan Dịch Đức giống như là bị trúng kinh phong vậy, cả người liền run lên, miệng sùi bọt mép. Cha! Bịch! Không đợi Nạp Lan Trường Sinh chạy đến bên cạnh Nạp Lan Dịch Đức, thì đầu của Nạp Lan Dịch Đức đã ngã xuống đụng vào ghế. Cha! Nạp Lan Trường Sinh lại hét lớn một tiếng, ôm lấy Nạp Lan Dịch Đức thì thấy hơi thở của Nạp Lan Dịch Đức trở nên yếu ớt. Trường Sinh, nếu không có gì ngoài ý muốn thì mặt trên đã phái người đối phó với Nạp Lan gia chúng ta. Nạp Lan Dịch Đức thở gấp vài cái, sau đó giống như là hồi quang phản chiếu. Giọng nói trở nên lưu loát. Mặt trên nếu là như vậy đã tỏ rõ quyết tâm sẽ khai đao với Nạp Lan gia. Còn hãy hạ lệnh để cho mọi người không nên chống cự, chỉ cần chúng ta không phản kháng thì những người trong nhà chúng ta sẽ không có việc gì, Nạp Lan gia sẽ còn hương khói, cũng tồn tại một con đường sinh cơ. Vâng, cơ mặt Nạp Lan Trường Sinh vặn vẹo, hắn tỏ ra biệt khuất mà gật đầu. Mặc dù hắn không muốn nhìn thấy hiện thực tàn khốc này nhưng mà lý trí nói cho hắn biết nếu như phản kháng thì Nạp Lan gia sẽ xong đời. Trường Sinh, ông trời từng cấp cho Nạp Lan gia chúng ta hai cơ hội để tái hiện lại thời kỳ huy hoàng nhưng mà chúng ta chẳng những không có nắm chắc mà còn làm ra những lựa chọn ngược lại. Dường như đã biết được bản thân mình sắp chết nên Nạp Lan Dịch Đức cũng hề che giấu cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt hối hận nói. Một bước sai, từng bước sai. Kể từ ngày Nạp Lan gia chúng ta vong ân bội nghĩa với Bùi gia thì kết quả đã được định sẵn rồi. Bá. Khi nói chuyện, hơi thở của Nạp Lan Dịch Đức trở nên dồn dập, sau khi nói xong câu cuối thì hắn liền tắt thở. Cùng lúc đó, một tòa biệt thự nhỏ trong Nạp Lan gia. Đột nhiên xảy ra tiếng còi cảnh sát đã khiến cho Nạp Lan Minh Châu tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Sau khi bừng tỉnh thì vẻ mặt nàng tỏ ra mờ mịt. Dường như vẫn nghĩ rằng mình còn đang nằm mơ. O, e, o, e.
Người ở bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Người ở bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Sau đó, nghe được giọng nói trong tiếng loa có công suất lớn truyền ra thì Nạp Lan Minh Châu mới biết được đây không phải là mơ. Nàng liền tỏ ra kinh hoàng mà nhảy xuống giường, xuyên qua cửa sổ thủy tinh thì nàng thấy bên ngoài đã xuất hiện nhiều xe cảnh sát cùng nhiều đặc công. Ách! Thấy một màn như thế thì Nạp Lan Minh Châu cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cả người liền trở nên ngơ ngác. Tiểu thư, tiểu vương gia vừa gọi điện thoại đến, để tôi nói cho cô biết, có chuyện gì cũng không đi ra khỏi đây, ở yên trong biệt thự. Sau đó, không đợi Nạp Lan Minh Châu lấy lại tinh thần thì bảo tiêu của Nạp Lan Minh Châu liền trực tiếp vọt vào phòng ngủ, nói. Ực! Nạp Lan Minh Châu nuốt nước bọt, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, thần tình kinh hoàng, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu vương gia nói, mặt trên đã động thủ với Nạp Lan gia, yêu cầu mọi người không nên chống cự lại. Phù phù! Bảo tiêu Nạp Lan Minh Châu còn chưa nói hết thì Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cả người giống như bùn lầy thông thường sụi lơ ở trên mặt đất. Mặt trên động thủ với Nạp Lan ra sao? Điều này làm sao có thể? Trên sàn nhà, vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu ngay sáp nhìn vào tên bảo tiêu, giống như là đang hỏi tên bảo tiêu, càng giống như là đang hỏi bản thân. Nói cho ta biết, điều này làm sao có thể? Không trả lời. Bảo tiêu của Nạp Lan Minh Châu cũng bị dọa đến mức hoang mang, lo sợ. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mắt thấy bảo tiêu không nói lời nào, Nạp Lan Minh Châu như là điên lên, không ngừng lắc đầu, tự nhủ. Nạp Lan gia đã tồn tại ở đất Đông Bắc này rất lâu, cũng là một gia tộc khổng lồ ở Đông Bắc, mặt trên làm sao có thể động thủ với Nạp Lan gia đây. Huống chi, tuy rằng Diệp Thiếu bị mang đi nhưng mà cũng tin tức bị nhốt cũng chưa truyền ra. Diệp Thiếu cũng còn chưa bị bắt, làm sao mặt trên lại động thủ với Nạp Lan ra đây? Vẫn không có tiếng trả lời. Sân bay Giang Lăng, Diệp Tranh Vanh cùng với Dương Viễn bị người ta ép sát, dẫn lên máy bay. Bởi vì có cảnh sát mở đường thêm nữa là trận thế thật lớn nên không ít lữ khác ghé mắt quan sát, chỉ trỏ vào Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn, tiếng bàn tán rôm ran. Mau nhìn kia, người tóc bạc kia chính là Dương Viễn. Hắn chính là nghĩa phụ của Dương Sách Đại Cao Hắc Đạo trước đây, nghĩa tử của hắn đã chết, hắn cũng đi theo rồi. Tự gây nhiệt, không thể sống, có trách thì trách hắn thật ngông cuồng. Người trẻ tuổi kia chính là người mới đảm nhiệm chức vụ ở Giang Lăng cách đây không lâu tên là Diệp Tranh Vanh, nghe nói ở Yên Kinh mánh khéo thông thiên, được người ta gọi là đại thiếu, không nghĩ rằng tới Giang Lăng sẽ thua một cách thảm bại như thế. Cá nhân ta cho rằng, lấy quyền thế của Diệp gia thì hắn sẽ không sai. Người trong vòng luẩn quẩn vĩnh viễn sẽ không hơn được pháp luật, nếu hắn bị mang đi đủ để chứng minh hắn đã thua rồi. Nghe được những lời bàn tán như vậy thì lòng kiêu ngạo của Diệp Tranh Vanh đã bị bóp nát, hắn giống như một con khỉ bị chọc giận, cố gắng muốn bật lại, kết quả cho dù hắn cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể dẫy dụa được. So sánh với Diệp Tranh Vanh mà nói thì có lẽ Dương Viễn đã chấp nhận sự thật này, qua một đêm thì tóc của hắn đã bạc trắng hết, nhìn qua trông như già đi 10 tuổi. Cả người giống như là một cái xác không hồn. Sau đó, ở phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người. Đi ở phía trước là Tiêu gia lão thái gia, còn Bùi Đông Lai và Trần Quốc Đào đi hai bên, phía sau là một ít các vị đại lão của quân khu Giang Lăng. Mọi người đứng lại, mắt thấy đoàn người Tiêu gia lão thái gia thì vị đại lão Diêm Vương gia kia liền ra lệnh, đám người phía sau nghe vậy thì liền dừng bước. Trên thực tế, không đợi vị Diêm Vương gia kia ra lệnh thì khi thấy được Bùi Đông Lai thì Diệp Tranh Vanh đã không tự chủ được mà dừng bước. Bùi Đông Lai liền nhận ra được ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc của Diệp Tranh Vanh, bất quá hắn cũng không nhìn Diệp Tranh Vanh một cái, chỉ là vừa đi, vừa nói chuyện với Tiêu gia lão thái gia, cảm giác đã đem Diệp Tranh Vanh trở thành không khí. Hô, hô, thái độ của Bùi Đông Lai rơi vào trong mắt Diệp Tranh Vanh đã khiến cho sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hơi thở dồn dập. Dần dần, khoảng cách của hai bên được rút ngắn, cuối cùng đã gặp nhau. Lão thủ trưởng, vị Diêm Vương gia kia vội vàng bước lên, chào hỏi Tiêu gia lão thái gia. Tiểu La A, cực khổ rồi. Tiêu gia lão thái gia mỉm cười nhìn vị Diêm Vương gia kia. Lão thủ trưởng nói quá lời rồi, đây là nhiệm vụ mà tôi phải làm. Vậy cũng đừng vì ta mà ảnh hưởng công tác của cậu nữa, người của cậu nếu vội thì đi trước đi, ta có Quốc Đào và Đông Lai là được rồi.
Tiêu gia lão thái gia gật gật đầu. Bùi Đông Lai. Sau đó không đợi vị Diêm Vương gia kia trả lời lời thì Diệp Tranh Vanh liền giãy giụa, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Bùi Đông Lai, khàn giọng hô lớn. Hết thảy đều là tên nghiệt chủng Bùi Đông Lai này làm. Hắn giết người, làm nổ nhà, sau đó vụ oan cho chúng tôi. Để cho hắn câm miệng cho ta. Vị Diêm Vương gia kia thấy thế thì nhíu mày, quát lạnh nói. Mệnh lệnh của hắn vừa ra thì có mấy người liền bổ nhào về phía Diệp Tranh Vanh, cố gắng để cho Diệp Tranh Vanh im miệng. Bùi Đông Lai, mày chỉ là một tên tạp chủng, mày không nên đắc ý. Tao sẽ không có việc gì, mà mày, cuối cùng sẽ có một ngày mà sẽ nhận lửa giận của Diệp gia. Diệp Tranh Vanh giống như là tên điên, giãy giụa lấy, dùng tinh thần Trung Quốc cho má để an ủi bản thân mình, hắn quẳng xuống một câu ngoan thoại, kế tiếp không đợi hắn nói nữa thì liền bị vài người của kỷ ủy liền đánh cho hắn ngã xuống đất, hắn giống như là một con chó Trung Quốc quỳ xuống mặt đất, không thể đứng dậy, chỉ có thể phát ra những tiếng ô. Ô, thật có lỗi, lão thủ trưởng, tinh thần của hắn đã bị đả kích, từ ngày hôm qua đã bắt đầu nói bậy rồi. Vị Diêm Vương gia kia có chút xấu hổ hướng về phía Tiêu gia lão thái gia mà giải thích, dư quang không nhịn được mà đánh giá Bùi Đông Lai, trong lòng cảm thán thủ đoạn của Bùi Đông Lai quá ngoan độc, quả thật làm cho người ta kinh hồn bạt vía mà. Không sao, Tiểu La, ta đi trước đây. Tiêu gia lão thái gia cười cười, mang theo đám người Bùi Đông Lai và Trần Quốc Đào rời đi. Không để ý đến ánh mắt của vị Diêm Vương gia kia, bước chân của Bùi Đông Lai đã bước qua bên cạnh Diệp Tranh Vanh. Giống như phía trước, từ đầu Bùi Đông Lai cũng không thèm nhìn vào Diệp Tranh Vanh. Liếc mắt một cái cũng không có. Yên Kinh, Hoàng gia Lâm Viên. Vừa mới kết thúc một hội nghị quan trọng, sau khi trở lại văn phòng thì Tần Hồng Sơn cũng không có ký văn kiện như thường ngày mà cầm lấy một xấp tài liệu có liên quan về vụ án ở Giang Lăng. Sau khi coi xong xấp tài liệu này thì Tần Hồng Sơn rút ra một điếu thuốc, châm lửa lên rồi hút lấy hai hơi. Sau đó lấy điện thoại di động ra rồi bấm số của Tần Tranh. Cha! Điện thoại được chuyển, trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của Tần Tranh. Nói chuyện có tiện hay không? Tần Hồng Sơn bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Được! Đầu bên kia điện thoại, Tần Tranh bước tới trước cửa văn phòng rồi đóng lại. Chuyện tình ở Giang Lăng, con thấy sao? Tần Hồng Sơn hành văn gãy gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tần Tranh hơi trầm ngâm rồi giải thích. Hẳn là do một tay Bùi Đông Lai thúc đẩy, hắn vốn dùng thủ đoạn của người hắc đạo, khiến cho náo động lên, đợi đến thời cơ chín mùi thì liền ra đòn sát thủ, đem Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn vào trong, còn bản thân thì đừng bên ngoài. Không thể không nói, chiêu này rất độc. Nói tiếp, Tần Hồng Sơn không có tỏ thái độ, mà là muốn nghe tiếp, dường như hắn muốn dùng phương thức này để thảo luận với Tần Tranh, lại muốn dùng phương thức này để khảo nghiệm Tần Tranh. Bùi Đông Lai có thể không quan tâm, chứ không có để lại bất cứ chứng cứ gì thì có thể là dựa vào việc Tiêu gia lão gia vì hắn xuôi nam. Tần Tranh tiếp tục nói. Vụ án ở Giang Lăng đã kinh động cả nước, là nơi mà ánh mắt quần chúng nhân dân nhìn vào, càng quan trọng hơn là vụ án lần này lại có liên quan đến thế lực quốc ngoại. Ở Tiêu gia lão thái gia tự mình ra mặt giám sát, uy hiếp thì cho dù Diệp Tranh Vanh không có bị lao ngục tai ương, con đường làm quan cũng chấm dứt. Hoàn toàn trở thành con tốt bị Diệp gia vứt bỏ. Còn về phần Dương Viễn thì chẳng những hắn có liên quan đến vụ án lần này mà hơn nữa những thứ mà hắn làm trong dĩ vãng đã được lật ra, chỉ dựa vào những việc kia thì cả đời còn lại của hắn cũng đã ở trong ngục giam rồi. Đúng như lời của con nói, chiêu này của Bùi Đông Lai rất độc. Chẳng những gậy ông đập lưng ông, trả thù Diệp gia, hơn nữa làm cho Diệp gia chỉ có thể đem lửa giận nuốt vào trong bụng. Giọng nói Tần Hồng Sơn tỏ ra phức tạp. Tuy rằng Bùi Vũ Phu đã chết nhưng mà dựa vào một chiêu mà Bùi Đông Lai đã làm ở Giang Lăng thì chỉ sợ trong một thời gian nữa thì không nói các thế lực khác, cho dù là Diệp gia cũng sẽ không dám đụng vào hắn. Vâng. Tần Tranh mở miệng phụ họa, nói. Có chỗ dựa Tiêu gia vững chắc này, lại thêm năng lực của hắn thì ở trong quốc nội này không có thế lực nào có thể động đến hắn. Tối hôm qua ta đã nói chuyện với Tiểu Phong qua điện thoại, Tiểu Phong nói cho ta biết. Hẳn là Bùi Đông Lai cũng không có biết quyết định của chúng ta. Điều này cũng đáng để ăn mừng. Tần Hồng Sơn nói xong, nhíu mày, giọng nói tỏ ra ngưng trọng. Ta gọi điện thoại cho con là muốn hỏi con, việc quan trọng trước mắt là chúng ta nên làm gì. Cha, cá nhân con cho rằng chúng ta tiếp tục yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Tinh quang trong mắt Tần Tranh lóe ra,
vẻ mặt cơ trí nói. Nếu chúng ta để cho Bùi Đông Lai biết được chúng ta không những không giúp hắn, còn cố gắng muốn làm dịu quan hệ với Diệp gia thì chỉ sợ sau này hắn sẽ đứng về phía đối lập với chúng ta, mà nha đầu Đông Tuyết kia hẳn là dựa vào hắn. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, lần này Tiêu gia lão thái gia vì Bùi Đông Lai mà xuôi nam, ra mặt, trong đó cũng có điều lừa dối, trước khi chân tướng chưa trồi lên khỏi mặt nước thì chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, tuy nói cây đổ bầy khỉ tan nhưng mà sự việc lần này Bạch gia lại không ra mặt, điều này đáng để chúng ta suy nghĩ lại. Lấy quan hệ giữa Diệp gia và Bạch gia thì lấy tác phong của Bạch gia thì lần này sẽ bỏ đá xuống giếng đối với việc Diệp Tranh Vanh bị bắt đi, phải là thuận nước đẩy thuyền mới đúng, chứ không phải là trầm mặc, đứng yên. Cái nhìn của con rất giống ta. Trên mặt Tần Hồng Sơn lộ ra vẻ vui mừng rất nhiều, lại nghĩ nghĩ rồi nói. Việc quan trọng trước mắt là biết được quan hệ giữa Tiêu gia và Bùi Đông Lai, vì sao Tiêu gia lại hai lần ra mặt giúp hắn. Như vậy đi, một hồi con hãy gọi điện cho Đông Tuyết để hỏi xem thử. Sau khi Bùi Vũ Phu chết, Bùi Đông Lai lâm vào tử cục, hành động của chúng ta đã làm tâm của Đông Tuyết chết đi, cho dù là biết thì chỉ sợ nó sẽ không nói ra. Tần Tranh cười khổ thở dài một hơi, nói. Con sẽ cố gắng. Ừ. Tần Hồng Sơn cũng thở dài. Hắn làm sao lại nghĩ đến Bùi Đông Lai không những tuyệt địa phùng sinh, hơn nữa lại lấy không thể tưởng tượng nổi để hạ nhục Diệp gia. Vào lúc 11 giờ tại Đại học Đông Hải, lúc này Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na không có đến giáo học lâu như ngày thường mà là giống như một cặp chị em, nắm tay đi xuống dưới cầu thang. Đông Tuyết, theo như lời của cha tớ nói thì chuyện ở Giang Lăng đã xảy ra một đoạn thời gian, theo lý thuyết thì Đông Lai cũng đã trở lại, nếu không thì chúng ta hãy gọi điện cho cậu ta. Hỏi xem thử khi nào cậu ta mới trở về đây. Sau khi rời khỏi giáo học lâu thì Hạ Y Na chủ động đề nghị nói. Tần Đông Tuyết mỉm cười lắc lắc đầu, nói. Không vội, nếu cậu ta không gọi điện cho chúng ta, điều đó chứng minh sự việc còn chưa xử lý xong. Được rồi. Hạ Y Na uể oải gật gật đầu, sau khi Bùi Đông Lai đến Giang Lăng khoảng 2 ngày thì bởi vì quá mức lo lắng cho an toàn của Bùi Đông Lai nên nàng không có đến trường học. Về sau Bùi Đông Lai làm ra phản kích, các nàng thông qua con đường đặc thù mà biết được Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn đã bị mang đi, Tiêu gia lão thái gia ra mặt, mới có tâm tư đến trường đi học. Mắt thấy bộ dạng uể oải của Hạ Y Na thì khóe miệng Tần Đông Tuyết nở ra nụ cười nhẹ, nàng muốn nói cái gì nhưng điện thoại của nàng lại rung lên. Lấy điện thoại ra nhìn, thấy được người gọi đến là Tần Tranh thì nụ cười trên mặt Tần Đông Tuyết biến mất, chân mày níu lại. Nghĩ một chút. Tần Đông Tuyết vẫn là nghe máy. Alo, Đông Tuyết. Mắt thấy Tần Đông Tuyết ngay cả cha cũng không kêu thì đầu bên kia Tần Tranh cũng không có tức giận mà là cảm thấy tự trách, cũng rất bất đắc dĩ. Cha gọi điện thoại cho con hẳn là muốn hỏi quan hệ giữa Tiêu gia và Bùi Đông Lai chứ gì. Không đợi Tần Tranh nói rõ ý đồ, Tần Đông Tuyết chủ động mở miệng, nhất châm kiến huyết. Ách, đối với việc Tần Đông Tuyết có thể đoán được điểm này, Tần Tranh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là cảm thấy được hết sức khó xử, xấu hổ rất nhiều. Hắn chua xót cười, nói. Đông Tuyết, có một số chuyện mà chúng ta đều thật bất đắc dĩ, hy vọng con có thể hiểu được. Các người là bất đắc dĩ nhưng mà nam nhân của con cũng cửu tử nhất sinh. Tần Đông Tuyết gằn từng chữ. Còn về quan hệ giữa Đông Lai và Tiêu thì cho dù có biết thì con cũng sẽ không bao giờ nói ra. Đông Tuyết. Đô, đô. Sau đó, trong điện thoại liền vang ra những tiếng đô. Đô. Đông Tuyết, cậu không sao chứ? Mắt thấy Tần Đông Tuyết phát hỏa, cúp điện thoại thì Hạ Y Na nhìn không được hỏi. Không sao. Tần Đông Tuyết điều chỉnh lại cảm xúc rồi lắc đầu, sau đó đi thẳng về phía vườn trường, nhẹ giọng nói. Y Na, có lẽ chúng ta nên làm cho Đông Lai một số chuyện, hoặc nói là chia sẻ gánh nặng cho cậu ta. Được. Hạ Y Na luôn luôn muốn vì Bùi Đông Lai làm những thứ gì, mỗi lần đều là hữu tâm vô lực, lúc này nghe Tần Đông Tuyết vừa nói như thế, vội vàng gật đầu phụ họa. Đông Tuyết, cậu nói như thế nào thì tớ sẽ làm như thế đó. Tần Đông Tuyết gật gật đầu, đem kế hoạch của chính mình nói cho Hạ Y Na nghe. Cùng lúc đó, sân bay Giang Lăng. Tiêu gia lão thái gia đã ngồi trên máy bay, bay đi Yên Kinh. Bùi Đông Lai cùng đoàn người Trần Quốc Đào rời khỏi sân bay. Bởi vì những vị đại lão biết được suy nghĩ của hai người cho nên cố tình đi cách hai người Bùi Đông Lai và Trần Quốc Đào một đoạn, để không gian cho hai người nói chuyện với nhau.
Trần gia gia, cảm ơn ngài. Bước đi, đột nhiên Bùi Đông Lai dừng bước lại, cảm ơn Trần Quốc Đào. Hắn biết rõ, nếu như không có Trần Quốc Đào ủng hộ và giúp hắn thì hắn không có khả năng vặn ngã Diệp Tranh Vanh, ngược lại hắn cũng không biết là số phận của hắn bây giờ sẽ như thế nào. Lại nữa, cút con mẹ nó cho lão tử. Trần Quốc Đào luôn không thích những câu khách khí của Bùi Đông Lai, nghe được Bùi Đông Lai nói cảm ơn thì liền trừng mắt liếc Bùi Đông Lai một cái. Dường như sớm đoán được Trần Quốc Đào sẽ nói như thế, Bùi Đông Lai chẳng những không thấy bất ngờ, trong lòng cũng thấy ấm áp, nhe răng nở nụ cười. Tiểu tử, trải qua một trận chiến này thì trong quốc nội tạm thời không có ai dám động đến cậu. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Bùi Đông Lai, Trần Quốc Đào hữu ý vô ý nhắc nhở nói. Nhưng mà điều này không có nghĩa là cậu có thể bình yên, ngược lại cậu nhất định phải cẩn thận, không nên đem nhược điểm lộ ra để đối phương bắt lấy. Tuy rằng lúc này ta có thể giúp cậu nhưng mà không có nghĩa là sau này ta sẽ còn giúp cậu nữa. Còn nữa, nếu như cậu làm ra những chuyện gây hại đến quốc gia, gây hại đến nhân dân thì Tiêu gia lão thái gia cung sẽ không giúp cậu mà sẽ xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Tôi biết. Bùi Đông Lai gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu được. Nếu như cậu đã không muốn đi vào quân đội thì ta cũng không miễn cưỡng cậu nữa, cậu hãy tự thu xếp ổn thỏa đi, người khác không giúp được cậu đâu. Trần Quốc Đào nói xong, nghĩ tới điều gì, cười tủm tỉm nói. Ta nghe nói cậu đã đáp ứng Tiêu gia lão thái gia rằng tháng 7 này sẽ xuất đội đi đến Nga để tham gia bộ đội đặc chủng đại bỉ võ toàn cầu, đúng không? Ngài đã biết rõ lại còn cố hỏi. Bùi Đông Lai nhịn cười không được, hắn cảm thấy được Trần Quốc Đào như vậy thực đáng yêu. Lão tử chính là muốn cậu xác nhận lại, cậu cười cái gì? Mặt già Trần Quốc Đào đỏ lên, tức giận mắng. Lão tử mặc kệ chuyện của cậu nhưng mà nếu như cậu không đem chức quán quân về thì lão tử sẽ làm thịt cậu. Xin thủ trưởng yên tâm, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai chân Bùi Đông Lai khép lại, cúi chào, cao giọng trả lời. Con thỏ nhỏ, cút đi. Trần Quốc Đào cười nói một câu. Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng Trần Quốc Đào rời đi, sau đó mới thu hồi ánh mắt lại, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, híp mắt, nhìn ánh mặt trời chói chang, dường như đang muốn tìm lấy bóng dáng của Bùi Vũ Phu trên bầu trời. Qua tử, giờ người đang ở thiên đường phù hộ con hay là đang ở phía sau âm thầm bảo vệ con? Qua tử, con nhớ người. Mặt trời đỏ rắt, tâm như vực sâu, hắn bị ánh mặt trời làm cho đỏ mắt. Khách sạn Hilton, trong một gian phòng tổng thống. Quý Hồng đang mặc một chiếc áo ngủ lây, nằm ở trên ghế salon. Hai chân bắt chéo, tay đang đùa giỡn chiếc điện thoại. Dưới ánh mặt trời, thân thể của nàng không thể để cho chiếc áo ngủ lây kia che kín. Giờ phút này, nàng giống như là yêu tinh đến nhân gian, có thể làm cho nam nhân điêu đứng vì nàng. Đinh! Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Nghe được tiếng chuông cửa, trong lòng Quý Hồng vừa động, liền bước xuống ghế sao lô, đi nhẹ về phía cửa, thông qua lỗ nhỏ trên cửa thì nàng thấy được Bùi Đông Lai đang ở bên ngoài. Phát hiện này làm cho Quý Hồng không nhịn được mà nở nụ cười xấu xa, sau đó liền dùng một loại ngữ khí mê người. Người nào đó? Yêu tinh, mở cửa. Bùi Đông Lai nghe vậy thì cười mắng. Là Pháp Hải đệ đệ sao? Trong phòng, Quý Hồng cố nén cười, hỏi. Pháp Hải đệ đệ. Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Két. Cửa phòng được mở ra, Quý Hồng dựa vào trước tường, hai chân đan chéo vào nhau, ngực một mảnh trắng như tuyết. Cái lưỡi thơm thơ liếm liếm bờ môi mọng đỏ đầy khiêu gợi, ánh mắt mắt đưa tình, nũng nịu nói. Pháp Hải đệ đệ, cậu muốn tới thu yêu tinh tỷ tỷ ta sao? Chuyện bên này đã xong, một lát nữa thu dọn xong thì trở lại Đông Hải. Ngay cả khi Bùi Đông Lai sớm thích ứng được những lời trêu chọc của Quý Hồng nhưng mà hắn và Quý Hồng tiếp xúc ngày càng nhiều. Hành động trêu chọc của Quý Hồng ngày càng làm hắn tức giận. Dù cho hắn có định lực kinh người như thế nào đi chăng nữa nhưng mà dù sao hắn cũng là nam nhân, thấy được có món ngon trước mặt không thể ăn nên cũng cảm thấy bực bội. Vì thế hắn liền đem ánh mắt rời khỏi thân thể mê người của Quý Hồng, bước ra đóng cửa phòng lại, tỏ vẻ trấn định nói. Ai ui, Pháp Hải đệ đệ, cậu đỏ mặt rồi. Thân thể Quý Hồng bước lên, che trước người Bùi Đông Lai lại, đôi bàn tay liền vuốt ve đầu của Bùi Đông Lai. Hai cái bánh bao không biết là hữu ý hay vô ý mà chà chà vào ngực Bùi Đông Lai, gọi hồn nhìn thấy Bùi Đông Lai, miệng phun hương khí. Đừng thẹn thùng nha, yêu tinh tỷ tỷ sẽ không hút khô cậu đâu,
cam đoan là cậu trở về sẽ có lương thực để nộp thuế. Cô xác định sao? Mắt thấy Quý Hồng được Đằng Chân Lân đằng đầu thì Bùi Đông Lai cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Quý Hồng, làm ra phản kích. Ai ui, dọa nạt tỷ tỷ ta a? Đến a, có bản lĩnh thì cậu tới a. Bị ánh mắt như lửa của Bùi Đông Lai nhìn vào thì trong lòng của Quý Hồng nhảy lên một hồi, bất quá nụ cười trên mặt nàng không giảm, còn tỏ ra tiêu sái giơ tay lên đầu, tóc dài liền tung bay. Không trả lời. Bàn tay của Bùi Đông Lai liền giơ ra, bóp vào hai cái bánh bao trước ngực Quý Hồng, co giãn kinh người. A, lưu manh. Dường như sẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ động thì, Quý Hồng không có phòng bị nên đã bị Bùi Đông Lai bóp lấy, thân thể nàng trở nên cứng ngắc, sau đó nàng thét lên một tiếng rồi lui về phía sau. Bùi Đông Lai thu tay về, cười cười. Yêu tinh, còn muốn đấu với tôi sao? Lưu manh, vô sỉ, hạ lưu. Quý Hồng giống như là hoàng hoa khuê nữ bị vô lễ, khuôn mặt liền hiện lên một màu hồng, thân thể nóng lên, trong lòng không ngừng nhảy loạn lên rồi trốn trong phòng ngủ của mình. Bùi Đông Lai đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Ân, mới vừa ngồi xuống, Bùi Đông Lai nhận thấy được dưới mông có chút khác thường, hắn đưa tay cầm lấy thì lập tức nắm lấy một chiếc tê bách. Ách, cầm chiếc tê bách làm cho người ta phún huyết trong tay thì Bùi Đông Lai trợn mắt há hốc mồm, chỉ nghĩ đến cái này giống như một trái lựu đạn. Két. Sau đó, cửa phòng ngủ được mở ra. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, vội vàng vứt chiếc tê bách trong tay đi. Lưu manh, biến thái, sao mũ sao và mũ. Không đợi Bùi Đông Lai vứt bỏ chiếc tê bách trong tay, Quý Hồng đã thò đầu ra, thấy được hành động của Bùi Đông Lai thì khuôn mặt lại càng thêm đỏ, bắt đầu giáo huấn. Ta kháo, chính cô đem quần lót vứt lung tung trên ghế salon, lại còn nói tôi biết thái sao. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ đây muốn để bên dưới hít thở không khí trong lành cho nên mới cởi ra, có sao không? Quý Hồng lắc người ra, hai tay chống nạnh, hừ hừ nói. Cậu không phục sao? Không phục thì cậu hãy cởi ra đi. Cậu lấy nó làm gì? Muốn nó giúp cậu oai oai sao? Bùi Đông Lai muốn tử hình Quý Hồng ngay tại chỗ, rất muốn. Vậy thì cậu làm đi, tỷ tỷ sẽ không mặc nữa. Quý Hồng cố nén cười, nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ. Một tiếng sau thì Quý Hồng mới trang điểm sau, mang theo vali đi ra khỏi phòng ngủ. Nàng giống như những ngày trước, mặt thân trang phục màu đỏ, phía trên là một chiếc âu phục cùng với một chiếc áo bó sát màu đỏ, ở bên dưới là một chiếc váy ngắn màu đỏ để lộ ra bắp đùi trắng trượt, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đỏ. Nàng thật sự sẽ không mặc quần lót sao? Thấy Quý Hồng xuất hiện thì Bùi Đông Lai thầm hỏi bản thân. Có phải muốn biết tỷ tỷ có mặc quần lót hay không a? Quý Hồng cười dài, đi về phía Bùi Đông Lai, dụ dỗ nói. Nếu không thì tỷ tỷ đây dang rộng chân ra để cho cậu kiểm tra một chút. Bùi Đông Lai không biết Quý Hồng có mặc quần lót hay không nhưng mà trước lúc đi ra thì nàng đã đem cái tê bách kia bỏ vào trong vali của mình. Bởi vì sợ không cầm được lòng mà tử hình Quý Hồng ngay tại chỗ nên lúc lên xe thì Bùi Đông Lai liền từ chối ý tốt của Quý Hồng. Hắn không ngồi ở vị trí kế bên lái xe mà ngồi ở phía sau, điều này đã làm cho Quý Hồng cười to gần 30 giây. Ô tô khởi động, Bùi Đông Lai nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Tần Đông Tuyết. Không biết ở trước mặt nữ nhân độc thân, gọi điện thoại nói chuyện yêu đương là điều rất xấu hổ sao? Thông qua kính phản quang thì Quý Hồng thấy được hành động của Bùi Đông Lai nên đã nói một câu. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, đành phải kéo chắn bản ô tô xuống. Mọi chuyện đã xong rồi sao? Điện thoại chuyển được, đầu bên kia điện thoại thì Tần Đông Tuyết liền mở miệng hỏi trước, giọng nói vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng mà trong bình tĩnh lại xen lần vài phần vui sướng. Ừ, khi nào thì trở về? Bùi Đông Lai lại hỏi. Đang đi trên đường, hai tiếng sau mới tới. Bùi Đông Lai nói. Tần Đông Tuyết xem vậy thì trên mặt nở ra nụ cười hưng phấn, nói. Thì vẫn cũng vừa đến Đông Hải. Vũ Trạch đề nghị buổi tối hôm nay tụ lại, cậu có thể về thì quá tốt rồi. Ngồi ở đâu, tớ sẽ đặt chỗ. Bùi Đông Lai hỏi. Không đi ra ngoài, ở ngay biệt thự đi, các cậu ấy nói muốn tự bản thân nấu đồ ăn. Tần Đông Tuyết cười nói, từ sau khi nàng đi vào Đông Hải thì rất ít khi nàng cười. Loại vui sướng này thì nàng chưa từng trải nghiệm qua. Tốt, một trận chiến ở Giang Lăng. Tuy rằng Bùi Đông Lai đại thắng nhưng mà cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mê,
biết được tối nay mọi người ngồi lại nên hắn cũng muốn buông lỏng. Sau khi cúp điện thoại xong thì Bùi Đông Lai mở chắn bản xuống, thấy Quý Hồng vừa lại xe vừa nghe nhạc. Ân ái đã chấm dứt rồi sao? Quý Hồng liền trêu chọc. Lái xe đi. Bùi Đông Lai cười khổ nói, sợ Quý Hồng cãi nhau với mình sẽ xảy ra tai nạn. Đệ đệ thân ái, chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ của cậu sẽ không bị xe nào dám đụng vào đâu. Quý Hồng cười híp mắt, nói. Bùi Đông Lai thành thành thật thật ngậm miệng lại. Hai tiếng sau, Quý Hồng lái xe đến bên ngoài Đại học Đông Hải. Tôi sẽ xuống xe chỗ này, cô lái xe về trước đi. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Quý Hồng lên tiếng, mấy phút đồng hồ sau, đem chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ dừng lại trước cổng Đại học Đông Hải. Ngay cả Đại học Đông Hải không thiếu những cậu ấm cô chiêu nhưng mà khi thấy được chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ này xuất hiện thì một đám người liền cả kinh trợn tròn trong mắt. Đi xe này rất rêu rao, cô lái đi đi. Bùi Đông Lai thấy thế, thở dài nói. Lão bản thân ái, cậu đã khiêm tốn đủ rồi. Quý Hồng quay đầu nhìn Bùi Đông Lai liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói. Từ nay về sau, tôi muốn khiến cho đám người ngu ngốc kia mỗi khi nhìn thấy cậu thì có bao nhiêu xa liền cút bấy nhiêu. Nói xong, Quý Hồng liền bước xuống xe, dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của đám người xung quanh mà nàng liền lắc lắc bộ mông khiêu gợi, đón lấy một chiếc taxi rồi rời đi. Bùi Đông Lai cười khổ lắc lắc đầu, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, đợi đám người Tần Đông Tuyết xuất hiện. 20 phút sau, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na cùng nhau nắm tay đi ra cửa trường. Người thiếu niên đi ra từ núi lớn, bởi vì gia cảnh bần hàn mà bị mọi người xem thường. Giờ phút này người thiếu niên ấy đang lái chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ có 102 ở Trung Quốc. Dưới trời chiều, các nàng đi về phía người thiếu niên ấy. Hình ảnh dừng hình ảnh, toàn trường yên tĩnh. Một màn này, bị ghi vào lịch sử của Đại học Đông Hải. Lúc này khi thấy toàn bộ mọi người nhìn vào chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ, hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đi về phía Bùi Đông Lai thì tất cả đều tỏ ra kinh ngạc. Kinh ngạc sao? Đúng vậy. Mọi người đều biết Bùi Đông Lai chính là một nhân vật phong vân của Đại học Đông Hải. Hoặc là nói Bùi Đông Lai là nhân vật truyền kỳ, đối với những sinh viên Đại học Đông Hải mà nói thì dù chưa gặp Bùi Đông Lai thì cũng nghe nói qua người này. Bọn hắn đã nhìn qua lý lịch của Bùi Đông Lai, biết được từ nhỏ Bùi Đông Lai sống trong núi lớn, sau đó đi ra thành phố, người cha của Bùi Đông Lai là tài xế taxi, kiếm tiền để hắn ăn học. Mà giờ phút này... Bùi Đông Lai lại lái chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ, mà hai mỹ nữ của trường là Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na lại đi về phía hắn. Loại chuyện này đã gây ra một sự rung động không cách nào dùng lời diễn tả được đối với toàn bộ mọi người. Không riêng bọn hắn, ngay cả Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na cũng cảm thấy kinh ngạc, các nàng nằm mơ rằng một người luôn khiêm tốn như Bùi Đông Lai lại làm ra những chuyện này. Thấy được vẻ kinh ngạc của mọi người. Của Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na thì trong lòng Bùi Đông Lai cười khổ không thôi. Sâu trong lòng hắn cũng không muốn rêu rao như thế này. Nhưng mà, Quý Hồng trực tiếp đưa xe cho hắn, hắn chỉ có thể thuận ý nhận lấy tầm lòng của Quý Hồng. Tao khóa, thì ra Bùi Đông Lai chính là một siêu cấp cao phú xuất A. Con ma nó, thật nghiêu A. Đúng A, chẳng trách trước đây Mộ Khuynh Nhan vì hắn mà biểu diễn, sau nay lại hẹn hò với Bạch Phú Mỹ Hạ Y Na. Không riêng gì bọn họ, các cậu không thấy được nữ thần cũng đi về phía hắn sao? Ông trời ơi, điều này con ma nó, còn để cho người ta sống nữa không? Thật không nghĩ tới Bùi Đông Lai sẽ trở nên phong quang như thế, biết thế thì lúc huấn luyện quân sự tớ sẽ tán hắn rồi. Thôi đi, cậu không nhìn thấy bạn gái của người ta trông như thế nào sao? Đáng ghét, oai oai cũng chết sao? Đúng à, các cậu không thể cấm chúng tớ oai oai. Theo tớ thấy thì sau này chúng ta nên tìm một cao phú xuất có tiềm lực, Bùi Đông Lai chính là ví dụ A. Khanh khách. Sau đó, toàn bộ đám nam sinh đều lộ ra vẻ đố kỵ, mà đám nữ sinh thì hai mắt tỏa sáng, thầm hận mình không nhanh tay. Cái gì mà là thần tượng, thì ta là một trên trang bức thôi. Còn cái gì mà cao phú xuất, ta phi. Nếu không giả như thế thì hắn có thể cưa đỏ nữ thần cùng Bạch Phú Mỹ sao? Có nhiều người hâm mộ nhưng mà cũng có những người bởi vì năng lực thừa nhận quá kém nên đã châm chọc, chửi bới lên. Trong lúc nhất thời, trước cổng trường liền náo nhiệt giống như một cái chợ.
Bên tai vang lên những lời nghị luận ấy thì Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na cũng nghĩ tại sao ngày hôm nay Bùi Đông Lai lại trở nên không khiêm tốn như thế. Trong đó, bước chân của Hạ Y Na run run đi về phía Bùi Đông Lai, mà Tần Đông Tuyết trước mặt nhiều người như thế lại bị làm trò cũng tỏ ra hơi run, đi về phía Bùi Đông Lai. Một bước, hai bước, ba bước. Dần dần, Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết đã đi tới trước người Bùi Đông Lai. Lên xe đi, nếu không thì bảo vệ sẽ đuổi mất. Mắt thấy người ở trước cổng càng lúc càng nhiều thì Bùi Đông Lai cũng không có giải thích nguyên nhân, mà là tính toán 36 kế trước tẩu vi thượng. Ừ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.